chương 491, ngươi đi không? Hủy bỏ thụ cầm bản hắc ám bản sonar hiệu quả, về sau xe nhẹ đường quen nhảy đi xuống, thông qua khoảng không dũng thất, hướng về thẳng tắp đường đi mà đi. Yên tĩnh hắc ám trong lăng mộ, vang vọng la hòa biscuit tiếng bước chân. Đèn tinh tia sáng chiếu rọi chỗ, là vang dội không chỉ hạt bụi nhỏ. Một mực không hỏi ngươi, vì cái gì đột nhiên quay về lăng mộ. Biscuit nhẹ nói, thanh âm đảng ra ngoài. Ta biết một người bạn, nàng khai phát ra một loại đặc biệt niệm năng lực, có thể giao phó tử vật linh hồn, nhưng cũng có thể là gọi về biến mất linh hồn, cho nên ta muốn mang đi Sidaji. La giải thích nói. Biscuit nghe vậy trầm mặt hồi lâu, sau đó trả lời, khó có thể tưởng tượng. Từng, đây chính là niệm năng lực mị lực chỗ, ví dụ như ta thích nhất cookie tiểu thư. La cười nói. Biscuit lườm hắn một cái, nói ra, ngươi muốn cho cookie giúp ngươi xoa bóp, phải khen ta, mà không phải khen nàng. Sư phó, ngài đẹp như tiên nữ, người gặp người thích, xe gặp xe chở, căn bản không cần khen, hết thảy đều không nói bên trong. Là hết sức chăm chú ca ngợi Biscuit, sau đó, hắn trên trán lại chịu một quyền. Ta còn trẻ như vậy, nơi nào lão rồi. Biscuit dương lên nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Ngài nói đều đúng. Bành, lại là một quyền. Là ngươi, không phải ngài. Vân vân vân. Một đường không ngại thông hành, đi vào ngầm trên nước phương bình đài. Đỉnh động chỗ, vẫn như cũ là một mảng lớn phát sáng hấp huyết đằng mạng. Lần trước, La Tiêu hao quá nặng, bị Biscuit mang theo phá vây, suýt nữa bị dây leo lưu tại nơi này. Lần này, bọn này dây leo nếu là không biết điều, hắn có thể sẽ đem nó toàn bộ trừ bỏ. La ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem dây leo tán phát huỳnh quang phía dưới bình đài, ánh mắt rơi vào rách nát qua phía trên cung điện, bỗng nhiên nói ra, Biscuit, ta muốn đi lục địa tối, ngươi tới sao? Biscuit nghiêng đầu nhìn hướng La, một đầu dấu chấm hỏi. Ngay vào lúc này, đỉnh động bên trên lượng lớn dây leo đột nhiên bắt đầu chuyển động, như là ngàn vạn đầu tiểu xà tụ tập, hướng về hai người lăng không nhào tới. La ngẩng đầu, nhìn xem vô số đầu dây leo đánh tới, lãnh đạm nói, vướng bận. Vừa dứt lời, lĩnh vực chợt mở ra, đem trước hết nhất mà đến dây leo đặt vào trong đó. Im hơi lặng tiếng bên trong, dày đặc tụ tập dây leo nhóm như là thiên nữ tán hoa vỡ vụn ra, nhao nhao hạ xuống phía dưới đen nhánh không thấy đáy ngầm trong nước. Có thể bọn này kỳ dị dây leo còn có yếu ớt bản năng, bị la quấy đến long trời lở đất, từ đó tổn thất phần lớn dây leo về sau, còn lại dây leo rung lẩy bẩy lùi về đỉnh động, lại không động tác kế tiếp. Biscuit ở một bên yên lặng nhìn xem, nghĩ thầm nhiều năm không thấy, bây giờ La đã trưởng thành đến loại tình trạng này. Nếu không phải nàng cùng Netero hội trưởng khác biệt, nói không chính xác sẽ hướng La khiêu chiến, đến trận phát huy vô cùng tinh tế chiến đấu. Muốn đi sao? La nghiêng đầu nhìn về phía Biscuit, tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Ngươi nghiêm túc. Biscuit hỏi. Đương nhiên. Cho phép rất khó cầm tới, thậm chí có thể nói lấy không được. Không cần cho phép, áp dụng thợ săn trộm phương pháp là được, năm đó Netero cùng Line cũng là làm như vậy. La chân thành nói, thợ săn trộm muốn săn bắt cấm săn khu bên trong động vật quý hiếm, liền phải áp dụng cùng loại lén qua phương pháp, nói cách khác liền không phải là chính quy độ hàng con đường. Đi hướng lục địa tối cũng là đạo lý này, không cần cầm tới V5 độ hàng cho phép, chỉ cần tránh đi thiết lập hải vực đường ranh giới liền có thể, về sau muốn cân nhắc, chỉ là như thế nào bình yên vượt qua giả tưởng đại lục lại đi qua hắc ám hải vực. Một khi đến nơi đó, xem như đã tiến vào quái vật khổng lồ lĩnh vực, mà một chiếc thuyền nhỏ muốn vượt qua một đám quái vật khổng lồ chỗ hắc ám hải vực, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vô cùng lớn lớn con mực, vương miệng chim cánh cụt, cá voi, rắn biển rồng, đâm bầy trùng, cùng tùy thời tùy chỗ có thể so với thủy triều đoạn thứ nhất biển gầm cùng không giảng đạo lý biển vòng xoáy, đây đều là tiến về lục địa tối khó khăn chỗ. Biscuit nhìn ra la là nghiêm túc, che che cái tráng, nhất thời không nói gì. Qua mấy chục giây sau, nàng hỏi, ngươi mời người trong, trừ ta còn có ai? không có, liền ngươi một cái, loại địa phương kia không phải là cái gì người đều có thể đi, tại người ta quen biết bên trong, nhân tuyển thích hợp có thể đếm được trên đầu ngón tay. La lắc đầu. Cường đại ý chí lực, quá cứng kỹ thuật, ứng đối không biết hoàn cảnh tàn khốc cần thiết có được kỹ năng, đây đều là tiếng về lục địa tối tiêu chuẩn điều kiện. Buha cùng Sanbika bọn hắn đều không có những điều kiện này. Năm đó, Netero bọn hắn cũng là ba người đi lục địa tối, tại La Ban Sơ suy nghĩ bên trong, đồng dạng kế hoạch ba người đi, bởi vì giống lục địa tối loại địa phương kia, mang quá nhiều người ngược lại sẽ tự trói hai chân. Đội ngũ không thể quá cồng kềnh, nhiều nhất không thể vượt qua 50 cái, mà tốt nhất đội ngũ nhân số lấy trúng ở giữa giá trị, cũng chính là 25 cái trái phải. La sở trưởng nhìn trúng ứng cử viên là Biscuit cùng Kim, tiếc nuối là, Kim bên kia trở ngại ước định, không thể lấy lén qua phương pháp đi lục địa tối, tự nhiên là không thể đi cùng. Ngươi điên. Thấy La dự định hai người đi lục địa tối, Biscuit bất đắc dĩ nói. La nhúng vai, nói ra, Ngươi suy tính một chút, ta dám cam đoan với ngươi, nơi đó tuyệt đối sẽ có siêu nhiều hiếm có nguyên thạch. Biscuit nếu có thể đáp ứng đồng hành, kia là không còn gì tốt hơn. Không nói Biscuit thực lực đạt tiêu chuẩn, nàng Cookie tiểu thư tại lục địa tối loại kia hoàn cảnh bên trong quá hữu dụng. Không đợi Biscuit làm ra đáp lại, la dưới chân đạp một cái, vượt qua hướng phía dưới cầu thang, rơi vào trên bình đài. Quanh mình là khắp nơi phế tích, mà hoàn hảo trong cung điện cũng là phá mấy cái lỗ lớn. Sidaji thi thể liền tại trong cung điện nhưng là không có trực tiếp tiến vào cung điện, mà là tại chung quanh trong phế tích vơ vét lên. Mang đi Sidaji, thuận tiện vì La Linh nhà bảo tàng bổ sung một chút nguồn cung cấp. Biscuit đi xuống cầu thang, yên tĩnh nhìn xem tại trong phế tích không ngừng lật qua lật lại la. Lục địa tối à. Nàng lặng yên suy nghĩ, đây cũng không phải là vô cùng đơn giản liền có thể làm ra quyết định. Không có ngay lập tức cự tuyệt, đó chính là có muốn đi suy nghĩ. Rộng lớn vô ngần đại địa, tự nhiên sẽ có đến không hết bảo thạch nguyên thạch, điểm này căn bản không cần la đến cam đoan. Biscuit vuốt vuốt cái trán, chưa hề có người hướng nàng phát ra dạng này mời, mà nàng cũng chưa từng sinh ra đi qua lục địa tối suy nghĩ. Hiện tại, la hướng nàng phát ra mời, ngay từ đầu rất kháng cự, cũng không có bao lâu về sau, trong nội tâm nàng kia cán thiên bình, thế mà như muốn hướng nguy hiểm phía kia. Phí thật lớn công phu, la đem cho rằng đáng tiền cổ vật đều lật ra đến, về sau kêu lên hắc miêu, đem vơ vét đến đồ vật nhét vào trong cơ thể hắn không gian. Vờ vét hoàn tất về sau la hòa biscuit vượt qua nhân thú pho tượng bày tiến vào trong cung điện đi vào Sidaji quan tài bên cạnh ngay tiếp theo bằng đá thụ cầm cùng quan tài toàn bộ nhét vào hắc miêu không gian bên trong quay về lăng mộ mục đích đã đạt thành la hòa biscuit không có làm nhiều lưu lại trực tiếp trở về đỉnh núi lối vào sau đó hai người bọn họ lập tức liền chú ý tới trốn ở tảng đá sau nữ nhân kia chương bốn trăm chín mươi hai gặp mưa nhỏ ít giải tỏa ít không đáp không hề nghi ngờ trốn ở tảng đá phía sau chính là vừa rồi sử dụng 12 đạo tạc bảo khố nữ nhân. Nàng vừa rồi bị la sở trưởng chấn nhiếp, trực tiếp chạy mất, qua một hồi lâu, không có cam lòng, thế là lại lén lút chạy về tới. Chưa từng nghĩ, liền 12 đạo tạc bảo khố đều không thể mở ra phù điêu cửa đá thế mà bị người mở ra, nàng phỏng đoán khẳng định là vừa rồi kia hai cái trẻ tuổi nam nữ. Kinh ngạc sau khi, nàng đứng tại phù điêu cửa đá bên cạnh ngừng chân hồi lâu, cuối cùng vẫn là không dám tùy tiện xuống dưới, thế là liền trốn ở tảng đá đằng sau yên lặng theo dõi kỳ biến kiên nhẫn chờ không sai biệt lắm một cái giờ, rốt cuộc thấy một nam một nữ kia từ dưới đáy ra tới, hơn nữa còn thêm ra một đầu quỷ dị hắc miêu. Thứ gì cũng không mang ra tới sao? Chẳng lẽ bên trong không có hàng? Nữ nhân cho là mình lẫn mất rất tốt, nhưng lại không biết mình ngay lập tức liền bị phát hiện. Nàng nhìn thấy La Hòa Biscuit hai tay trống trơn ra tới, có chút khó có thể tin. Đây chính là trong truyền thuyết Sidaji lăng mộ, làm thịnh thế bên trong vương quốc, dù là vương quyền sa sút, quốc gia rách nát, nhưng vương tán xưa nay sẽ không lấy keo kiệt kết thúc làm gì cũng phải có rất nhiều vật bồi tán lại không tốt đem trọn cổ thi hài dời ra ngoài cũng là giá tiền không ít nhưng hai người này thứ gì cũng không mang chẳng lẽ là không thiếu tiền chủ nữ nhân tế bào não đang sôi trào nàng lại lặng lẽ thò đầu ra hướng về phù điêu cửa đá vị trí liếc qua a à, chỉ thấy vừa rồi rõ ràng còn một nam một nữ tăng thêm một đầu mèo đứng tại phù điêu cửa đá bên cạnh hiện tại nhìn lại lại chỉ còn lại một nữ một mèo nữ nhân đầu óc dừng một chút phía sau bỗng nhiên truyền đến một đạo bình thản thanh âm quy trốn trốn tránh tránh làm cái gì mẹ a à. nữ nhân thình lình bị giật nảy mình thân thể bỗng nhiên rung động một cái hướng về phía trước đạp đạp chạy ra mấy bước nhanh chóng quay người lúc đã móc ra dao phay ngươi như vậy thích dọa người sao nữ nhân phẫn nộ quơ quơ dao phay la bình tĩnh nhìn chằm chằm nữ nhân thản nhiên nói nếu là ngươi đối với chúng ta có sát ý dù là một tia ngươi bây giờ liền không có cơ hội đứng tại cái này nói chuyện hiểu không đang khi nói chuyện la chậm rãi tán xuất khí trận mà những lời kia trải qua khí tràn một phủ lên, nhất thời làm nữ nhân như lâm trời đông, nội tâm rét run. La ý tứ rất rõ ràng, nếu là nàng vừa rồi có chút bất lợi suy nghĩ, như vậy vừa rồi, là có thể sẽ từ phía sau lưng tập kích nàng. Có loại trên lệch, gọi là nhân loại cùng con kiến. Nữ nhân lập tức thu hồi giao phay, lần này nàng không có chạy, cũng không có cố làm ra vẻ, mà là như cái bé ngoan đồng dạng, thành thành thật thật đứng tại chỗ. Thấy nữ nhân thái độ khác thường, trở nên biết điều như vậy, La Vi hơi lắc đầu, thu hồi khí tràng, hỏi, ngươi tên là gì? Phùng Tiểu Vũ. Nữ nhân trả lời. Rất kiểu Trung Quốc hóa danh tự, đây là la phản ứng đầu tiên. Ngươi niệm, là 12 đạo tặc bảo khố. La hỏi. Phùng Tiểu Vũ đôi mắt lấp lóe, niệm năng lực loại vật này, vốn là không thể tùy tiện gặp người, nhưng trước mặt cái này hung hãn nam nhân đã đặt câu hỏi, như vậy có nên hay không lừa gạt hắn một chút? Nỗi lòng tựa như ti chớp vừa đi vừa về chuyển động, Phùng Tiểu Vũ làm ra lựa chọn chính xác nhất. Nàng dù chưa hưởng qua nhân sinh trăm vị, Thấy qua người cũng không nhiều, nhưng nàng nhìn ra được La là rất có nguyên tắc người, cho nên vừa rồi La chỉ là dọa nàng một chút, thậm chí không có chế trụ nàng. "Vâng, chuyên môn dùng để mở khóa niệm." Phùng Tiểu Vũ trả lời, nàng đang nghĩ đem phần lớn tin tức để lộ ra đến, lại nghe được La hỏi là từ kia bản 12 đạo tặc bảo khố sách đạt được dẫn dắt. "A, à, ngươi cũng biết quyển sách kia?" Phùng Tiểu Vũ một mặt kinh ngạc. May mắn nhìn qua. La nhẹ nhàng linh hoạt trả lời. "12 đạo tặc bảo khố" Trên thực tế là 120 năm trước xuất bản truyện cổ tích sách, tại lúc ấy có phần bị hoang nghênh, nhưng nhiệt độ chỉ tiếp tục 5 năm, liền bị cái khác lôi cuốn truyện cổ tích sách thay thế, chậm rãi liền tan biến tại thủy triều bên trong. Bây giờ cũng là có rất nhiều sách cũ lưu lại, tuy nói chỉ cần có tâm đi tìm, liền nhất định tìm được, có biết danh độ vừa giảm, nguyện ý đi tìm cũng không có nhiều người. Phùng Tiểu Vũ nhìn La còn trẻ như vậy, thế mà cũng nhìn qua quyển sách kia, lúc này mới cảm thấy kinh ngạc. Nàng thái gia gia là một đạo tặc khi còn bé thích nhất cho nàng giảng quyển sách này cố sự, mưa dầm thấm đất, không chỉ có thay đổi cuộc đời của nàng con đường, liền học được niệm, cũng là căn cứ quyển sách này sáng tạo. Ta niệm đúng là từ quyển sách kia đạt được dẫn dắt." Phùng Tiểu Vũ trả lời. "12 đạo chì lỗ, đại biểu cho độ khó khăn nhất." La hỏi. "Ừm." Phùng Tiểu Vũ gật đầu. "Sau đó ngươi không giải được cao nhất độ khó." La nhẹ nhàng để lộ Phùng Tiểu Vũ vết rẹo. Phùng Tiểu Vũ thân thể hơi méo, nếu không phải gia hỏa này quá khó giải quyết, nàng nói cái gì cũng phải dùng miệng đánh ra súng máy hiệu quả hung hăng đánh trả vâng nàng rất không cam tâm trả lời vậy cái này niệm đến cùng có làm được cái gì la tự nói một câu uy ngươi liền xem như muốn lẩm bẩm cũng mời tôn trọng ta một chút được không có thể hay không dùng loại kia ta nghe không được thanh âm đến nói phùng tiểu vũ khổ nói la nhếch miệng nói ra để điện thoại đi a à. phùng tiểu vũ sững sờ cũng không biết cái kia dây thần kinh đức cầu giao, Cô ý thức trả lời, ngươi đây là muốn ngâm lão nương. lời này vừa nói ra, không chỉ có la sững sờ, liền phùng tiểu vũ mình cũng hận không thể phiến mình một vả. la không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn thoáng qua phùng tiểu vũ kia đặc biệt phong cách mày rậm. chú ý tới la ánh mắt, phùng tiểu vũ tức giận đến nghiến răng, mày rậm một mực là nàng không may, mà nàng không thể phát tác, chỉ có thể đem khí áp ở trong lòng. có một vấn đề, ta muốn biết một chút. la không có tiếp tục xách điện thoại sự tình, ngược lại trả lời phùng tiểu vũ thật sâu hít thở một cái dùng sức nói nói ngươi muốn dùng phương thức gì giải khai chìa lỗ người ngoài có thể giúp một tay cùng một chỗ giải sao la hỏi phùng tiểu vũ do dự một chút trả lời phương thức là trí lực vòng về phần người ngoài có thể hay không hỗ trợ động thủ ta chưa từng thử qua la hơi hiểu rõ nói ra thuận tiện mời tại chỗ biểu diễn một chút phùng tiểu vũ cắn răng nói ra nơi này không có thích hợp thí nghiệm mục tiêu ta cũng chưa thử qua tại người trên thân thiết hạ chìa lỗ chẳng lẽ ngươi nguyện ý để ta thử một lần? La cười cười, chân thành nói, khẳng định không nguyện ý. Phùng tiểu vũ mặt cứng đờ, nhìn thấy La có chút không có hảo ý nụ cười, trong lòng ý thức được không tốt. Nếu là ngươi niệm, vậy chính ngươi trong lòng hẳn là nắm chắc A. Liền thiết lập tại chính ngươi trên thân đi, dù sao ngươi có thể thiết thấp nhất khó khăn một đạo chìa lỗ. La vi cười nói. Tình thế không tha người A. Phùng tiểu vũ ở trong lòng hô to, sau đó ngoan ngoãn tại mình ổ bụng bên trên quần áo thiết hạ một đạo chìa lỗ, là tương đối phổ thông lỗ chìa khóa, rơi vào trên quần áo, đen ngòm. Cùng một thời gian, trong tay nàng tự động cụ hiện hóa ra một cái độ khó thấp nhất trí lực thiết hoàng. Cơ bản giải tỏa phương thức đều là trí lực vòng, nhưng có đôi khi sẽ xuất hiện tương đối khoa trương đồ vật, đều là ta không giải được. Phùng Tiểu Vũ đưa trong tay trí lực vòng đưa tới. La nhận lấy, có chút hăng hái quét mắt màu đồng cổ trí lực vòng. Sau đó, hắn hai ba lần liền giải khai. Nương theo lấy êm tai đinh tiếng vang, hai đạo thiết hoàng tách ra tới. Cùng lúc đó, Phùng Tiểu Vũ quần áo trên người phát ra suy suy lạp lạp thanh âm, chỉ thấy y phục kia bên trên chìa lỗ nhanh chóng mở rộng, khiến cho Phùng Tiểu Vũ quần áo lập tức liền không thấy bóng dáng. Tử sắc, màu đỏ. La Kháng lấy Phùng Tiểu Vũ xuân quanh trực tiếp, vô ý thức đọc lên áo ngực cùng quần lót nhan sắc, lập tức lẩm bẩm, giống như không đáp. Phùng Tiểu Vũ chỉ cảm thấy thân thể hơi lạnh, cúi đầu nhìn một chút, lại chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng La, toàn bộ thân thể đều cứng đờ. Chật chật, nhìn đoán không ra còn rất có liệu. Một bên, biscuit cổ mạnh vào mồm, khen. Trong lúc nhất thời, Phùng Tiểu Vũ há hốc mồm, thét lên lên tiếng. Chương 493, không đi không được. Một đạo chì lỗ, giải hết Phùng Tiểu Vũ quần áo, kia là thấp nhất độ khó, nếu có thể ở trên thân thể con người mở ra một đạo độ khó khăn nhất chì lỗ, có lẽ có thể đem người triệt để xóa đi. Đương nhiên, đây là la tại nhìn thấy Phùng Tiểu Vũ quần áo trên người bị hóa thành hư vô lúc làm ra ra lý luận suy đoán. Dựa theo Phùng Tiểu Vũ mình thuyết pháp, nàng chưa hề tại người trên thân thể làm qua thí nghiệm, mà cái này độc sinh ra dự tính ban đầu cũng không phải vì đã thương người, mà là dùng cho mở khóa, cho nên vô cùng có khả năng không cách nào tổn thương đến người. Đừng kêu, có thể hay không một lần nữa khóa lại. Thấy Phùng Tiểu Vũ thét lên mấy giây thời gian, la lung lay trong tay trí lực vòng. Biết quyết tựa như cái lão lưu manh đồng dạng, vây quanh Phùng Tiểu Vũ cái này con cừu non bắt đầu đi loanh quanh, thỉnh thoảng phát ra chật lưỡi thanh âm. Phùng Tiểu Vũ dáng người có trải qua hệ thống huấn luyện, không có quá vững chắc cơ bắp, toàn thân tràn ngập là báo đi sang hình dọc nước, tương đối nam nhân, lực bộc phát có thể sẽ yếu một điểm, nhưng phi thường nén lòng mà nhìn. Đem trí lực vòng một lần nữa cài lên. Phùng tiểu vũ kịp phản ứng, che lấy bộ ngực hô. La văn ngôn, liền đem hai cái trí lực vòng trừ lên, cùng lúc đó, phùng tiểu vũ trên thân biến mất quần áo dọc theo một đầu tinh tế hắc tuyến, tựa như máy quét đồng dạng, chậm rãi hiển hiện ra tới. Thì ra là thế. La như có điều suy nghĩ nhìn chầm chầm trong tay trí lực vòng, giải tỏa khó khăn, khóa lại dễ dàng, đây chính là 12 đạo tặc bảo khố đặc tính đi. Đột nhiên, trí lực vòng hóa thành niệm lực tiêu tán trong không khí chưa hề quay về đến phùng tiểu vũ thân thể bởi vì cái này niệm lực đã chuyển hóa sử dụng qua sẽ như cùng củi thiêu đốt hầu như không còn lưu lại vết cháy đồng dạng không có bất kỳ cái gì thu về khả năng rất có ý tứ niệm la kháng lấy thần sắc giận giữ phùng tiểu vũ mỉm cười phùng tiểu vũ giận mà không dám nói gì chỉ có thể không trên một tiếng một nam một nữ này tuyệt đối không dễ chọc phải tận lực sợ một điểm khiêm tốn đến đối phương rời đi mới thôi đúng ta gọi la là một hung tơ sơn, nàng gọi biscuit, là bảo thạch thợ săn. La từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, cười nói, lưu một cái điện thoại đi, về sau nếu là trong nhà khóa xấu, đánh cho ta 50%. Một câu không mặn không nhạt trò đùa lời nói, lại một lần để Phùng Tiểu Vũ đầu gối trúng một tiễn. Đè xuống muốn cho La nhất quyền xúc động, Phùng Tiểu Vũ thành thật phối hợp, đem dãy số báo ra tới. La đem dãy số đưa vào trong điện thoại di động, về sau bấm dãy số, 2-3 giây sau, Phùng Tiểu Vũ trên thân truyền ra chuông điện thoại di động. Ok. La thu hồi điện thoại, nói ra, có câu nói rất hay, thêm một cái bằng hữu nhiều một con đường, chờ chúng ta sau khi đi, ngươi có thể sẽ trực tiếp đổi đi giải số, nhưng ta đề nghị ngươi không muốn đổi, về sau ngươi có lẽ sẽ có muốn tìm ta hỗ trợ thời điểm. Đương nhiên, ta cũng thu lấy ngươi 50% thù lao. La nói xong, không để ý phùng tiểu vũ phản ứng gì, đem phù điêu cửa đá đóng lại, đưa tay đặt tại phía trên, niệm lực phát động, 5 giây về sau, một đạo thần tự tự nhiên sinh ra. Lần này, hắn không có ý định lãng phí tuổi thọ diễn tấu thụ cầm bản bản Sona, mà là đơn thuần sử dụng cường độ kém mấy cái cấp độ thần tự. Có thể đoán được chính là, chờ bọn hắn hai cái rời đi về sau, Phùng Tiểu Vũ có thể sẽ đi xuống một chuyến, chẳng qua bên trong tương đối thứ đáng giá đều bị hắn vơ vét đi, cứng rắn muốn tìm, chỉ có thể tìm tới một chút tiểu vật kiện. Thần tự. Biscuit mí mắt vừa nhất. Từng La ấn xuống thần tự, sau đó đứng dậy. Ngươi mấy năm này tiến bộ rất nhiều. Biscuit cảm thán một chút, Nàng nhìn thấy La Gieo xuống thần tự tốc độ nhanh như vậy, trong lòng không khỏi kinh ngạc, kỹ thuộc về niệm năng lực kỹ xảo bên trong rất ít người sẽ lãng phí thời gian đi tinh tiến kỹ thuật. La Văn Ngôn chỉ là đối với cười cười, lập tức nhìn về phía không hiểu ra sao Phùng Tiểu Vũ, hiển nhiên nàng cũng không biết thần tự là cái gì. Sidaji trong lăng mộ có một loại sẽ hấp thụ huyết dịch dây leo thực vật, còn có, tiện tay đóng cửa là một cái thói quen tốt. Đối Phùng Tiểu Vũ nhắc nhở một câu, La sau đó kêu lên Biscuit cùng Hát Miêu trực tiếp xuống núi. Phùng Tiểu Vũ ngay người tại chỗ, đưa mắt nhìn la hòa Biscuit quyết rời đi chẳng qua nàng không có không kịp chờ đợi đi nếm thử mở ra phù điêu cửa đá mà là nghi hoặc hai người kia thật thứ gì đều không cần kiên nhẫn chờ nửa giờ phùng tiểu vũ mới sờ đến phù điêu cửa đá lân cận lần này nàng dù cho không cần niệm năng lực cũng có thể phân tích rõ ra mở khóa độ khó biến cùng trước đó khác biệt phùng tiểu vũ tự nói một câu sử xuất 12 đạo tạc bảo khố niệm lực lưu động ở giữa phù điêu trên cửa đá xuất hiện bảy đạo chìa lỗ mới bảy đạo hoàn toàn không có vấn đề Phùng Tiểu Vũ thở dài một hơi, trên tay tự động cụ hiện hóa ra cấu tạo số lượng là 8 trí lực vòng, dây dưa tại một đống, đủ để khiến da đầu rung lên. Nàng bắt đầu tập trung lực chú ý, chậm rãi giải ra trí lực vòng. Giờ phút này, nàng còn không biết được trong lăng mộ đã không có đáng tiền đồ vật, dù cho đi xuống một chuyến cũng căn bản là không thu hoạch được gì. Là trước khi đi nhắc nhở nàng trong lăng mộ nguy hiểm, nói rõ là rõ ràng Phùng Tiểu Vũ có thể mở ra thần tự phong tỏa, mà tiện tay đóng cửa, là nhắc nhở nàng rời đi lăng mộ sau muốn đem cửa vào một lần nữa dùng tảng đá trắng. Bản thân, có thể tìm tới lăng mộ cửa vào chính là dựa vào cố gắng sở được đến kết quả, tiếc núi là, nàng lần này cố gắng muốn không công mà lui. Dưới núi, La Hòa Biscuit đi trong rừng rậm. Ngươi thật giống như rất coi trọng phùng tiểu vũ niệm. Biscuit mắt nhìn phía trước. Ừm, từ khi ta học được niệm về sau, một đường đến nay gặp qua rất nhiều niệm năng lực, ta cảm thấy rất nhiều đặc thù niệm, kiểu gì cũng sẽ gặp được thích hợp sử dụng thời cơ, về sau nói không chừng sẽ dùng đến Phùng Tiểu Vũ niệm." La nói. "Đủ loại niệm năng lực bên trong, không thiếu một chút dù không phải hệ đặc chất, nhưng năng lực hiệu quả 10 phần đặc biệt niệm." La cho rằng Phùng Tiểu Vũ niệm cũng là tương đối đặc thù một loại, đáng giá lưu lại phương pháp liên lạc. Nghe được la, Biscuit không có tiếp tục dây dưa cái đề tài này. Hai người trầm mặc tiến lên, cuối cùng trở lại biệt thự bên hồ. Bữa tối thời gian, la chuẩn bị một trận phong phú núi vị đại yến. Ăn chán chê dừng lại về sau, la lần nữa nhấc lên tại trong lăng mộ hỏi qua biscuit suy nghĩ kỹ chưa thu phân lúc bóng đêm có chút trống vắng tiếng côn trùng kêu không thịnh ngược lại là có một phần minh nguyệt chiếu vào trên mặt hồ vang dội lấy lăng tăng ánh sáng nhạt nơi đó rất nguy hiểm biscuit nói ừm la chậm đợi đoạn dưới biscuit nhìn xem hắn thở dài cho nên ta không phải là đi không thể la nghe được một đầu dấu chấm hỏi đây là cái gì lo gì? nhìn xem la rất dáng vẻ nghi hoặc biscuit khẽ lắc đầu không có đi giải thích, nói ra, tóm lại, ta đi theo ngươi một chuyến. Nàng câu nói kia ý tứ là lo lắng La tự mình đi lục địa tối sẽ tao ngộ bất trắc, có nàng đi theo, tốt xấu có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thấy Biscuit đồng ý, La trên mặt lộ ra nụ cười. Tiếp xuống chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, liền có thể xuất phát. Chương 494, ngươi đoán. Muốn làm chuẩn bị có thật nhiều, ví dụ như chờ Ellie bên kia tạo thuyền tốt, ví dụ như chuẩn bị muốn mang theo vật tư, ví dụ như tận khả năng đi gia tăng sách vở trang sách tại thuyền tạo tốt trước đó trong khoảng thời gian này là muốn áp suất thời gian cùng tinh lực mau chóng chuẩn bị sẵn sàng vừa vặn tiếp qua hai tháng giới này thợ săn kiểm tra liền phải bắt đầu hy vọng ít nhất có thế vơ vét cái hơn ngàn trang sách phỏng đoán cẩn thận phía trước đi lục địa tối trước đó tối thiểu muốn làm trang sách số lượng đạt tới một vạn trang đến lúc đó cũng tương đương với hoàn thành vạn người chăm sóc người bị thương thành tựu hai ngày sau la hòa biscuit đồng hành ngồi lên bay hướng cc phi thuyền đến cc về sau trực tiếp tiến đến Ellie nhà. Ellie nhìn thấy như là búp bê một loại đáng yêu biscuit, nàng chưa thấy qua biến hồi nguyên dạng biscuit, lập tức có địch ý, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Đem biscuit ăn bài tốt về sau, la đi vào Ellie thư phòng, gọi ra hắc miêu, để hắn phun ra Sidaji quan tài. Mở ra nắp quan tài, Sidaji kia tuyệt mỹ gương mặt đập vào mi mắt, vẫn tái nhợt như cũ không máu tia, chẳng qua thi thể bảo tồn tốt đẹp. La lần thứ nhất nhìn thấy Sidaji thời điểm, thi thể bị sau khi chết quán niệm chỗ quấn quanh, tăng thêm có hắc ám bản xô nát hiệu quả tại, cho nên thi thể bao nhiêu năm trôi qua đều không có hư thối. Có điều, là hấp thu oán niệm về sau, thi thể tự nhiên rất khó tiếp tục hoàn hảo bảo tồn được, mà la lúc trước thần sứ quỷ sai hướng quan tài rót vào niệm lực, lệnh Sidaji thi thể sẽ không bị vi sinh vật ăn mòn, bây giờ đổ có đất dụng vỏ. Nếu là thi thể hư thối, như vậy ly -li linh hồn tiếng vọng liền sẽ trở nên không có chút ý nghĩa nào. Có lẽ ngươi có thể nên đón sống lại. La kháng lấy tỉnh lội tại trong quan tài Sidaji, trong lòng hiện ra thương tiếc ý tứ hắn từng lấy người đứng xem nhìn qua Sidaji nhân sinh trải qua, cho nên hắn hy vọng Elly linh hồn tiến vọng có thể thành công để Sidaji có thể thật tốt vì chính mình sống lại một lần. Muốn làm chỉ là đợi tại Elly bên cạnh là được. thật đẹp. Elly rốt cục thấy chân dung, cùng là nữ tính, chỉ cảm thấy Sidaji đẹp đến nỗi nàng hơi ngạt thở. bắt đầu đi. La kháng lấy Elly. ừm. Elly gật đầu, hơi nâng lên hai tay, niệm lực phun trào ở giữa, cụ hiện hóa ra giấy ghi chú cùng một cây bút sau đó kéo xuống một trang cuối cùng lời ghi chép giấy, viết xuống linh hồn hai chữ, về sau dán tại Sidaji trên trán. Yếu ớt bạch quang tại Sidaji bên cạnh thân sáng lên, dần dần bao trùm lấy nàng kia nhanh nhẹn như ngọc thân thể. Hình như có một đầu không nhìn thấy đường cong, liên tiếp Elly cùng Sidaji. Niệm lực lấy nhìn không thấy quỷ tích, từ Elly trong cơ thể bóc ra, không ngừng nghĩ chuyển vào nhập Sidaji trong cơ thể. Chẳng qua một phút đồng hồ thời gian, Elly đã là có chút thở hỗn hển, trên trán chẳng biết lúc nào chảy ra mồ hôi miệng niệm lực kịch liệt tiêu hao phía dưới, thể lực cũng sẽ nhận ảnh hưởng, một khi niệm lực toàn bộ bị rút sạch, có thể sẽ lập tức bất tỉnh đi. Thấy Elly có chút cực lực bộ dáng, La quan tâm hỏi, còn tốt chứ? Elly không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Sau 5 phút, Sidaji trên người niệm lực bạch quan chậm rãi liễm nhập thể nội, khi dáng tại trên trán lời ghi chép giấy cũng là lặng yên không gặp, phản phất bị hút vào trong đầu. Nghi thức sau khi hoàn thành, Elly hai chân mềm nhũng, liền phải đổ xuống lúc, La kịp thời đỡ lấy nàng. Không có sao chứ? không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Ellie nói. Lập tức vì Sidaji rót vào nhiều như vậy niệm lực, sẽ cảm thấy mệt mỏi cũng là rất bình thường. Hắc Miêu nhảy đến quan tài biên giới bên trên, nhìn xem nằm ở bên trong Sidaji, đột nhiên, nàng mở mắt ra, dường như lướt qua một tia niệm lực đặc thù bạch quan. Ách! Hắc Miêu không chỉ có không có bị cái này xác chết vùng dậy hù đến, ngược lại cảm thấy rất hứng thú. La Hòa Ellie cũng nhìn thấy Sidaji mở to mắt, lập tức liếc nhau một cái. Có thể thành công hay không, đừng nói la, liền Eli cũng không rõ ràng. Sidaji mở to mắt về sau, mười mấy giây bên trong đều không có động tác kế tiếp, chỉ là nhìn chằm chằm trần nhà, mà kia một đôi tròng mắt bên trong chảy xua sáng bóng, không còn giống thi thể trống rỗng, nhìn cũng sẽ không lộ ra khô khan. Gian phòng bên trong yên tĩnh trở lại, là bọn hắn nín hơi nhìn xem Sidaji. Eli đã cảm nhận được cùng Sidaji như có như không yếu ớt liên hệ, biết niệm năng lực quả thật có hiệu lực, về sau muốn Sidaji đạt tới triệt để hoàn hồn trạng thái, cũng không biết muốn tẩm bổ bao lâu niệm lực mới làm được. Ngay vào lúc này, Sidaji chậm rãi thẳng lên nửa người trên, không nhìn la bọn hắn, từ trong quan tài đứng dậy, trầm mặt vượt ra ngoài, sau đó đứng ở một bên, đứng yên không nói. Hành vi của nàng cử chỉ có tương đối rõ ràng con rối đặc thù, nhưng nàng ánh mắt biên độ nhỏ di động tới, dường như tại quan sát gian phòng bên trong hoàn cảnh, cái này biểu hiện là hoàn toàn siêu thoát tại khôi lỗi. Vẹn vẹn nhìn từ điểm này, đủ để cho thấy Sidaji thoát ly khôi lỗi thân phận, là một cái tốt mở đầu. Tẩm bổ thời gian phải bao lâu, chính ta cũng không rõ ràng. Ellie nhìn xem kia đẹp đến mức phản phất một cái tác phẩm nghệ thuật Sidaji. Không có việc gì, ngươi có thể từ từ sẽ đến, không sai biệt lắm thời điểm lại nói với ta một chút. La cũng tại nhìn chăm chú Sidaji, dù là gặp qua nhiều lần, trong lòng vẫn như cũ tán thưởng không thôi. Ừm. Elly gật đầu. Ngươi cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút đi. La nói xong, nhìn về phía Hắc Miêu, nói ra, đem quan tài thu lại. Hắc Miêu nghe vậy, đem quan tài thu nhập không gian bên trong, nói ra, tiểu nha đầu niệm có chút ý tứ. Ellie liếc qua hát miêu, không nói gì. Sau đó, Elerian đưa tốt Sidaji, bởi vì quá mệt mỏi, lên giường sau không bao lâu liền ngủ thiếp đi. La hòa hát miêu rời đi, trở lại gian phòng của mình. Lần này, chủ yếu là đem Sidaji đưa tới, sau khi hoàn thành, La không có ý định lưu lại quá lâu, chờ Ellie tỉnh ngủ về sau, hắn liền hướng Elly nói muốn rời khỏi sự tình. Elly tuy rằng không bỏ, cũng chỉ có thể tiễn biệt La. La Hòa Biscuit ngồi lên Kenda an bài xe, chạy xuống núi nói. Trước khi chia tay, La cũng không có chú ý tới Ellie trong mắt ao ước, nhưng Biscuit cũng chú ý tới. Sau 3 tháng, một vùng rừng rậm đất trống, diện tích rất lớn lại trống trải, từ không trung nhìn xuống mà xuống, giống như là rậm rạp tóc bên trong trống đi một mảng lớn da đầu. Nơi này là năm nay thợ săn khảo nghiệm cửa thứ nhất địa điểm, rõ ràng mùa đã tiến vào mùa đông, nơi này nhưng vẫn là liệt dương treo cao, nhiệt độ tối thiểu đạt tới 40 độ. Một đám ước chừng hơn ngàn cái thí sinh đến chỗ này, tiếp nhận mặt trời bạo chiếu, có thật nhiều thí sinh động thủ năng lực mạnh ngay tại chỗ lấy tài liệu dựng ra giản dị bóng mát chỗ có một bộ phận thí sinh thì là không sợ độc trùng trốn đến đất trống biên giới chỗ trên cây đông đảo thí sinh bên trong tôn ba chăm chỉ không ngừng lấy hướng gương mặt lạ phái phát đồ uống cẩn thận quan sát còn có thể nhìn thấy đồ uống phía trên mang theo tinh mịn dọc nước tự hồ là ướp lạnh qua đồ uống là năm nay không có mang mặt nạ đến chỗ này về sau lập tức liền từ trong đám người tìm được tôn ba lặng yên đi vào tôn ba sau lưng nhìn xem tôn ba đem một bình bình ướp lạnh qua đồ uống đưa cho tân sinh chú ý tới đồ uống có ướp lạnh vết tích, chỉ có thể cảm khái tại tôn ba gia hỏa này phương diện nào đó thật sự là người tài, vì hố người, tối thiểu làm đủ công khóa. Tiểu ca, cho ta một bình. La vỗ nhẹ tôn ba bả vai, thay đổi giọng. Tôn ba nghe vậy, trong lòng vui mừng, hắn ra được cửa thứ nhất địa điểm về sau, lập tức nghĩ trăm phương ngàn kế ướp lạnh một chút đồ uống, quả nhiên, hiệu quả thật sự là bạo tạc, không phải sao, không cần đi phái phát, liền có người chủ động tới muốn. Thừa dịp la kia quỷ kiến sầu còn không có xuất hiện, nhanh lên đem đồ uống phát xong. Hừ hừ, thiên đường có lối ngươi không đi. Tôn ba nét mặt biểu lộ nụ cười hòa ái, chậm rãi quay người. Địa ngục không cử ngươi muốn xong, xong, xong. Xong. Tôn ba nhìn xem trước mặt la, miệng biến thành o hình chữ, cả người đều cứng đờ. Hai, làm sao mỗi lần nhìn thấy ta đều khẩn trương như vậy? Thật là, buông lỏng một chút, ta cũng sẽ không đối với ngươi như vậy, mà lại ta năm nay tới tìm ngươi, là có tốt muốn báo cho ngươi. La Kháng lấy huyết dịch đều muốn đông cứng ở Tôn Ba, cười hì hì nói. Cái gì tốt khang? Tôn Ba lộ ra một cái so với khóc còn khó nhìn hơn nụ cười. Ngươi đoán. La nháy nháy mắt. Ta đoán đại gia ngươi a. À. Tôn Ba ở trong lòng rống giận, khẳng định không phải chuyện tốt. La lần này đến, nhưng thật ra là muốn dạy Tôn Ba niệm, để hắn khai phát ra thuộc về mình niệm. Về phần tại sao muốn dạy Tôn Ba? Các ngươi đoán. Chương 495, Hạt giữa bầy gà. Tôn Ba trong lòng rất bất an. Nhiều năm qua, một mực bị la sở trưởng đùa bẩn, nhưng lần này là thật cảm nhận được bất an. Loại này vi diệu giống là trần thế tại trên đầu ngón tay lưu luyến, tại cửa sổ dưới ánh sáng rời rạc cảm thụ, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Duy nhất rõ ràng một cái điểm, chính là rất nguy hiểm. Chưa hề cảm thụ qua. Cho nên, hắn rất bất an. Tôn Ba từ trong túi lấy ra một bình đồ uống đưa cho La Lúc, bàn tay ngay tại khẽ rung. La tiếp nhận đồ uống, nhìn xem Tôn Ba ngay tại bàn tay rung rẩy, mí mắt buông xuống ở giữa, lướt qua một vòng ý cười. Đã sớm quen thuộc hắn đến thăm tôn ba, còn không đến mức cầm chai nước uống đều cầm không vững, lần này khác thường, là cảm giác được cái gì sao? Kết. La Lạp mở đồ uống nắp giật, đem rót vào cường lực thuốc sổ đồ uống một hơi xử lý, về sau đem lon không nhét vào tôn ba trong bao đeo. Tôn ba a, à, sau này có hạn thời gian bên trong, phải thật tốt cố gắng nha. La vỗ nhẹ tôn ba bả vai, ý tứ sâu xa nói một câu. Cái, có ý tứ gì? Tôn ba cà lâm mà nói, khi có hạng hai chữ nghe thực sự chói tai. Mặt chữ bên trên ý tứ. La Vi cười nói. Hắn muốn dạy Tôn Ba niệm năng lực, tự nhiên là có toan tính, có thể nói là dự định nghiền ép Tôn Ba giá trị. Chỉ có điều, trước mắt hắn còn không xác định Tôn Ba có giá trị hay không có thể đào móc, hết thảy chỉ có thể chờ đợi Tôn Ba chuyên môn đọc lên hiện, chỉ cần phù hợp suy đoán của hắn liền có thể. Tôn Ba hoàn toàn không làm rõ được La có tính toán gì, chỉ cảm thấy khẳng định đối với mình rất bất lợi, trong lòng không dàn xếp lúc càng sâu. 30 phút đi qua, thời gian đi đến giữa trưa 12 giờ. Cửa thứ nhất giám khảo đi vào hiện trường, là cả người cao siêu qua 2 mét đầu trọc hán tử, trên người mặc màu trắng áo lót, thân dưới mặt ngụy trang quần dài. Hắn ngay trước gần 2.000 tên thí sinh trước mặt, đi vào ven rừng rậm ngừng chân, nhìn chỉ chốc lát, cuối cùng trực tiếp đi hướng một cái cây. Là chú ý tới giám khảo cử động, cũng thấy rõ giám khảo chọn trúng gốc cây kia là cái gì, đôi mắt bên trong hiện ra như có điều suy nghĩ tia sáng. Sau đó, hắn nhìn thấy giám khảo tay không đánh gãy cây đại thụ kia, sau đó xách cây, đi vào đám người phía trước, đem cây xuyên thẳng mặt đất, xem như từ trên cao nhìn xuống bục giảng. Chỉ là muốn sung làm bục giảng, không cần thiết làm ra chọn lựa cử động, điều này nói rõ giám khảo bởi vì một loại nào đó động cơ mà cố ý chọn gốc cây kia. Tan khuê cây. Đây là giám khảo bỏ gần tìm xa chỗ chọn lựa cây. Là biết loại kia cây, trong lòng mơ hồ trong đó có suy đoán. Giám khảo đứng tại cứ trừ cành lá trụi lũi ngọn cây, vẫn nhìn một vòng đen nghiệp đầu người, lãnh đạm nói, cửa thứ nhất kiểm tra nội dung rất đơn giản, tại mặt trời dưới đáy đứng 5 tiếng đồng hồ. Yêu cầu của ta chỉ có trở xuống hai điểm. Không thể phát ra âm thanh, không thể có bất kỳ động tác gì, người vi phạm đào thải. Nghe được giám khảo nói tới kiểm tra nội dung, la tâm bên trong suy đoán lập tức ngồi vững, mà kia đông đảo thí sinh quả thực cười nở hoa, loại này khảo đề đối bọn hắn mà nói thực sự rất dễ dàng. Tôn ba là thợ săn kiểm tra khách quen, cũng không cảm thấy khảo nghiệm nội dung sẽ như vậy ngay thẳng, hẳn là còn sẽ có đến tiếp sau từ đến hàng vạn mà tính thí sinh bên trong chỗ hết tài năng gần 2.000 người, sao lại làm không được tại mặt trời dưới đáy đứng 5 tiếng đồng hồ. Đồng dạng suy nghĩ người cũng không phải số ít, đám người này cơ bản đều là lão điểu. Lúc này, Tôn ba bỗng nhiên chú ý tới la lấy ra một cái bình nhỏ, từ bên trong đổ ra màu vàng nhạt phấn, nhẹ nhàng chậm chạp đập vào trên thân. Đây là cái gì? Tôn ba nhịn không được hỏi. La kháng hắn liếc mắt, chân thành nói, ngươi đoán. Tôn ba khóe miệng co giật. Kiểm tra rất nhanh bắt đầu, nửa trước giờ tại trong bình tĩnh vượt qua, không có nửa cái thí sinh đào thải. Một mực đi qua gần một giờ, đột nhiên xảy ra dị biến. Mới đầu, tương đối tiếp cận rừng rậm thí sinh nghe được thanh âm huyên náo, bởi vì kia đầu trọc giám khảo nói ra hai điểm yêu cầu, nghe được tiếng vang các thí sinh không dám loạn động. Tại phía sau bọn hắn, là một cổ hắc triều từ mặt đất chậm rãi tiến quân mà đến, nhìn kỹ phía dưới, là một loại to bằng móng tay màu đen tiểu trùng, đâm thành một đám, như là một mảnh hắc thủy. Bầy trùng cũng không phải là ngẫu nhiên đi ngang qua, mà là có tính nhắm vào đến đây. Bọn chúng tụ tập thành triều, trực tiếp hướng về các thí sinh dũng mãnh lao tới. Cách gần đây thí sinh tương đối không may, trực tiếp bị đám trùng bò lên trên thân thể, mới ý thức tới không đúng. A. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương trùng điệp chập trùng. Biên giới chỗ rất nhiều thí sinh trực tiếp bị lít nha lít nhít bầy trùng bao trùng ở trên người. Trên đỉnh cây, đầu trọc giám khảo nhìn xem không ngừng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh phương hướng, trên mặt toát ra vẻ khinh thường. Loại này côn trùng với thân thể người tổn thương cơ hồ là số không, mà đám kia phát ra tiếng kêu thảm âm thanh thí sinh, không phải là bởi vì kịch liệt đau nhức hoặc là tổn thương, mà là bởi vì bị rất nhiều côn trùng bò lên trên thân thể, cảm thấy sợ hãi mới nghẹn ngào kêu to. Liền côn trùng đều sợ, lại có tư cách gì làm thợ săn. Đầu trọc giám khảo lạnh lùng nhìn chằm chằm dưới đáy lục tục bắt đầu động rất nhiều thí sinh. Vô luận gọi là lên tiếng, vẫn là tránh né côn trùng thí sinh, tại thời khắc này đã bị đào thải. Hắc triều bầy trùng rất nhanh bao phủ đến đám người trung bộ, lúc trước sợ hãi được mất âm thanh thét lên các thí sinh hậu tri hậu giác phát hiện côn trùng không có chút nào tính uy bờ muốn nói có ảnh hưởng đó chính là vô cùng ngứa bọn này thí sinh vội vàng đánh xuống quấn ở trên người lượng lớn côn trùng nhưng bọn hắn cũng rõ ràng mình bị đào thải kiểm tra mới bắt đầu đại khái một giờ bởi vì bầy trùng đến thăm trong đội ngũ một nửa thí sinh toàn bộ bị đào thải một nửa kia thí sinh có vết xe đổ ức chế nội tâm sợ hãi mặc cho côn trùng bò lên trên thân thể côn trùng không có chút nào uy hipper thủ vững xuống tới các thí sinh nội tâm buông lỏng, nhưng ngay sau đó, bọn hắn đều cảm nhận được một loại sâu tận xương tủy ngứa. Ta chịu không được. Mới bất quá một phút đồng hồ thời gian, liền có một thật vất vả chiến thắng sợ hãi thí sinh đem trên người côn trùng đều đánh xuống, mà côn trùng ly thể về sau, kia cổ ngứa lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Tên kia thí sinh hoảng hốt chạy bừa chạy ra trùng triều khu vực, trướng nhưng như mất đứng ở nơi đó. Khi ngứa rất khó chịu, so trên đỉnh đầu kia nóng rực mặt trời còn khó quấn hơn. Thí sinh giảm quân số tốc độ chậm rãi tăng lên rất nhanh, bầy trùng đi vào La Hòa Tôn Ba chỗ khu vực. Tôn Ba cắn răng, hắn không có cảm giác đến nguy hiểm, cho nên muốn kiên trì một chút. Côn trùng từ lòng bàn chân của hắn bò lên trên thân thể, chỉ chốc lát thời gian liền bao trùng đến chỗ cổ, ngứa phản ứng cũng xuất hiện. Chỉ cần không phải đau nhất, đều có thể tiếp nhận. Tôn Ba chịu đựng ngứa, ở trong lòng nảy sinh ác độc nói. Sau đó, hắn liền thấy bầy trùng đang đến gần la thời điểm, thế mà tự động tránh đi. Cái gì? Tôn Ba sững sờ, phản ứng rất nhanh nghĩ đến la cương mới đập vào trên người một phấn hắn biết cửa thứ nhất kiểm tra nội dung cho nên sớm làm chuẩn bị không đúng ủy ban tuyệt sẽ không cho phép loại hiện tượng này phát sinh không chỉ có tôn ba phát hiện cái hiện tượng này cái khác chịu đủ gặp trắc trở các thí sinh cũng phát hiện cùng trên tàn cây thấy rõ rõ ràng ràng giám khảo ừm lại có thế có người sớm làm chuẩn bị nhìn xem bình tĩnh đặt chân la đầu trọc giám khảo một mặt kinh ngạc khảo đề là hắn ra liền ủy ban cũng không biết mà hắn cũng không có tiết lộ ra ngoài, làm sao lại có người sớm làm chuẩn bị. Ngay vào lúc này, lại có một cổ bầy trùng từ một phương hướng khác rừng rậm ra tới, đi vào đầu trọc giám khảo dưới mông đại thủ lúc, cũng là chủ động tránh đi, hướng về các thí sinh mà đi. Tan khuê cây là bọn này ngứa trùng ghét nhất đồ vật, ngồi ở phía trên giám khảo tự nhiên khỏi bị nó khó, không phải chỉ là một cây thân cây, còn ngăn không được ngứa trùng leo lên. Ngươi làm cái gì? Vì cái gì côn trùng sẽ tránh đi ngươi? Tất cả mọi người bị bầy trùng chiếu cố đến, duy chỉ có la không có, khi như là hạt giữa bầy gà hiện trạng, trực tiếp dẫn tới bị đào thải các thí sinh chất vấn. Làm việc thiên tư, nhất định là làm việc thiên tư. Có chút dụng tâm hiểm ác thí sinh thừa cơ ném ra ngoài một lớn cái mũ giữ lại, mong đợi lấy cửa thứ nhất kiểm tra có thể lần nữa tới qua. Cũng có một phần nhỏ thí sinh, suy đoán là, là cứu vị người, cho nên có ứng đối là bình thường. Thế nhưng là, cứu vị người trung điểm là tướng mạo xấu xí, mà cái này tiểu ca cực xoái, cùng sinh động tại ảnh thị giới siêu xoái minh tinh tử trư có so sánh. Phong ba dần lên, Đầu Trọc Giám khảo vỗ nhẹ gương mặt, cảm thấy nhức cả trứng. Hắn đại khái đoán được tên kia hạt giữa bầy gà thí sinh tất nhiên là ở trên người thả cùng tan khuê cây có liên quan đồ vật, đây có lẽ là ngẫu nhiên trùng hợp, nhưng hắn từ trước đến nay đều không tin cái này. Kết luận chính là, tên kia thí sinh có chỗ hơn người. Thế nhưng là, đám kia ồn ào thí sinh cũng sẽ không cho rằng như vậy. Có chút lý, có đôi khi thật đúng là sẽ nói không thông. Chương 496, có thể sẽ chết a. À. Có đồng dạng ý nghĩ người càng nhiều đổ thêm dầu vào lửa độ khó liền sẽ trở nên cực thấp. Phong Ba lập tức hưng khởi, bầy trùng còn tại bên cạnh thân bừa bãi tàn phá, lại có rất nhiều thí sinh nhảy ra ngoài. Bọn hắn cũng không phải là nghĩ nhầm vào la, mà là muốn mượn cơ hội này nổi lên, nhìn có thể hay không đạt được một cái may mắn lại đến cơ hội. Đầu trọc giám khảo đứng dậy, hai tay vây quanh, lạnh lùng nhìn chầm chầm ồn ào các thí sinh, quát, bị đào thải phế vật còn lưu tại nơi này làm cái gì? Có thế lăn bao xa, liền cút ngay cho ta bao xa. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, kiên cường lại không lưu đường sống ngữ, khiến cho đám kia bị đào thải các thí sinh kích động. Một phần nhỏ không để ý hậu quả thí sinh thế mà ý đồ quấy nhiễu còn đang tiến hành khảo nghiệm cái khác thí sinh, càng nhiều người là vọt thẳng lấy la mà đi. Không có tụ chúng ước định, không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Bởi vì la không có bị bầy trùng chiếu cố đến, bởi vậy trở thành dẫn phát hỗn loạn thời cơ. Kiểm tra bắt đầu trước, đầu trọc giám khảo há có thể nghĩ đến điểm ấy, hắn đột nhiên nghĩ đến trước mấy lần giám khảo đề cập qua kiểm tra bên trong sẽ xuất hiện một cái làm người đau đầu lại phiền phức người, chẳng lẽ chính là gia hỏa này a? À? Không kịp nghĩ nhiều, cũng không có thời gian đi suy nghĩ làm như thế nào ứng đối, thấy các thí sinh vượt qua động tác càng lúc càng lớn, hắn lập tức hét lớn một tiếng. Như là sư hống công thanh âm truyền vang ra, hù dọa mãn lớn chim bay. Nghĩ đục nước béo cò các thí sinh bị chấn động đến dừng ở tại chỗ, trong tràng hỗn loạn tính tạm thời ngừng, chỉ có bầy trùng phun trào lúc phát ra tiếng sột soạt thanh âm. Một lát sau, có một cái kiệt ngạo thí sinh một bên phát hạ thân bên trên côn trùng, một bên chỉ vào la, chất vấn, hắn khẳng định là sớm biết được thảo đề, mới ở trên người bôi khu trùng phấn loại hình đồ vật. La khóe mắt liếc qua liếc nhìn người kia, không khỏi ở trong lòng cảm thán một chút. Nếu thật là gian lận, há có thể cao điệu như vậy. Bởi vì khảo nghiệm yêu cầu một trong là không thể nói chuyện, cho nên La cũng không có lên tiếng giải thích, dù cho có thể nói chuyện, hắn cũng lười đi giải thích. Giữ gìn trường thi trật tự cái gì, cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Kiệt ngạo thí sinh đưa ra vấn đề, cũng là đầu trọc giám khảo muốn biết rõ ràng sự tình. Đầu tiên, hắn trước tiên cần phải biết rõ ràng có phải trùng hợp hay không. Đối với cái này, ngươi có lời gì muốn nói? Đầu trọc giám khảo nhìn hướng la. La lộ ra mắt cá chết. Tôn ba cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem. Nói ra, liền cùng tác nước ra ngoài đồng dạng, thu không trở lại. Đầu trọc giám khảo đột nhiên nghĩ đến khảo nghiệm yêu cầu một trong là không thể nói chuyện, hơi có vẻ xấu hổ, giả bộ ho khan mấy lần, trầm giọng nói, ta lấy giám khảo thân phận, giao phó ngươi mở miệng giải thích quyền lợi. La thang nhẹ một tiếng, mở miệng nói tới câu nói đầu tiên là người ra khảo đề quá không có trình độ mỗi một giới thợ săn khảo nghiệm giám khảo đều là trong hiệp hội thành viên mỗi người đều chỉ có thể đảm nhiệm một lần giám khảo mà khảo đề đều là từ giám khảo bỏ ra dĩ vãng kiểm tra bên trong cũng từng có rất nhiều cổ quái kỳ lạ khảo đề thậm chí phát sinh qua cửa thứ nhất liền đào thải tất cả thí sinh sự tình Là tới tham gia kiểm tra là vì chuyển hóa trang sách nhưng nhìn đến đầu trọc giám khảo ra khảo đề về sau đã cảm thấy năm nay chuyển hóa trang sách sự tình muốn đen cái này giám khảo chỉ cân nhắc qua như thế nào kiểm nghiệm thí sinh sức thừa nhận cùng sự nhẫn nại, tại trên quy tắc khuyết thiếu nhất định nghiêm cẩn, không có quá nhiều suy tính, duy nhất ưu điểm chính là tỷ lệ đào thải đủ cao. Mấu chốt nhất chính là, cửa thứ nhất này khảo đề bên trong, hắn chuyển hóa không đến bất luận cái gì trang sách. Nghe được là, đầu trọc giám khảo da mặt trung lên, lúc đầu cuộc thi tiến hành phải thật tốt, nếu không phải người nha cùng người khác khác biệt, làm sao có những cái này phá sự. Cái này côn trùng gọi là ngứa trùng, là trong cánh rừng rậm này tương đối đặc biệt côn trùng, yêu quý tại nhân thể mồ hôi, mà giám khảo dưới đáy gốc cây kia gọi tan khuê, nó cây dịch thấm đến vỏ cây lúc, sẽ sinh ra một loại để ngứa trùng chán ghét mùi. La cũng định từ bỏ năm nay khảo nghiệm chuyển hóa trang sách kế hoạch, chuẩn bị lại nhảy vài câu liền mang theo tôn ba rời đi. Hoàn cảnh nơi này không thích hợp nhân loại ở lại, nhưng vẫn là có số ít dân bản địa, nếu như các ngươi nguyện ý tốn chút đi thời gian đi tiếp xúc một chút, cầm tới cái này cái gọi là khu trùng phấn cũng không khó. La lấy ra một cái bình nhỏ, dùng ngón tay trỏ đẩy lên. Cuối cùng, giám khảo vì cái gì cố ý chặt xuống một cái cây tới làm làm chỗ đứng, lại vì cái gì bỏ gần tìm xa cố ý chọn lựa tan khuê cây. Nói đến đây, La Kháng hướng tên kia đưa ra chất vấn kiệt ngạo thí sinh, thản nhiên nói, dù cho kiến thức không đủ, nhưng hai điểm này còn chưa đủ đủ gây nên chú ý của các ngươi sao? Kiệt ngạo thí sinh ánh mắt biến đổi, đang nghĩ nói cái gì lúc, lại nghe được La Sở trưởng nói lời. Kỳ thật nói tới nói lui, vẫn là cái này khảo đề chẳng ra sao cả, các ngươi nếu là có ý kiến, liền đi tìm giám khảo đi. La mở ra cái bình, đem bên trong còn sót lại tất cả cây dịch làm hóa mài nhỏ bột phấn vung hướng tôn ba. Bột phấn chậm rãi rơi vào tôn ba trên thân, kia rung rung bầy trùng gặp quỷ giống như nhanh chóng từ tôn ba trên thân rời đi. Giúp tôn ba xua đuổi côn trùng về sau, la đi vào bên cạnh hắn, không nói hai lời níu lấy cổ áo của hắn, tại đông đảo thí sinh tràn ngập tâm tình rất phức tạp nhìn chăm chú phía dưới, rời đi trường thi. Đầu trọc giám khảo xoa lông mày, cũng không có ngăn cản la lập trường. Giờ khắc này, hắn cơ bản xác định, cái này tóc đen người trẻ tuổi tuyệt đối là các tiền bối nói qua siêu cấp đại phiền toái. Bị la đưa ra trường thi, tôn ba là một câu cũng không dám lên tiếng. La bước nhanh đi ra đại khái mấy cây số lộ trình, lúc này mới đem tôn ba buông ra. Ta có thể đi rồi sao? Tôn ba cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Không thể. La kháng lấy hắn, cười nói, ta không phải đã nói rồi sao? Có tốt muốn báo cho ngươi. Ta không muốn. Tôn ba lộ ra cái nụ cười khó coi. La vương tay, đặt tại tôn ba trên bờ vai, chân thành nói, vậy liền không phải do ngươi. Lời còn chưa dứt, tụ khí rót vào tôn ba trong cơ thể, lấy chính xác điều khiển lực, khu sử niệm lực, ôn hòa mở ra tôn ba thân thể tất cả tinh lỗ. Im hơi lặng tiếng ở giữa, tôn ba thân thể như là tiết áp đồng dạng, mà trong cơ thể hắn niệm lực thì giống hồng thủy, không cần tiền giống như từ trong cơ thể hướng ra ngoài vọt ra. Dùng ôn hòa phương pháp giúp người mở ra tinh lỗ, là có nguy hiểm tương đối. Nếu là không cách nào trong thời gian ngắn học được đóng lại tinh lỗ, hoặc là đem tiết ra niệm lực quấn ở bên ngoài thân, liền sẽ bởi vì niệm lực tiêu hao quá độ, đối thân thể tạo thành cực lớn hao tổn. Thậm chí, làm bị thương thân thể căng cơ là trạng thái bình thường, cũng có khả năng tinh lực hao hết mà chết. Ngươi làm cái gì? Tôn ba nhìn xem từ trong cơ thể dâng lên mà ra bạch quang, cảm giác thể lực đang không ngừng bị rút ra. Bởi vì tinh lỗ bị mở ra, niệm lực tại toàn thân trên dưới bừa bãi tàn phá, cho nên Tôn ba cũng có thể nhìn thấy niệm lực. Cái này gọi khí, ngươi có thể hiểu thành sinh mệnh lực, ta cưỡng chế mở ra trên thân thể ngươi vô số cái lỗ nhỏ, cho nên sinh mệnh lực của ngươi liền chạy ra khỏi đến. La không có giải thích niệm năng lực, lộ ra một cái nguy hiểm nụ cười, nói ra, nếu là ngươi trong thời gian ngắn học không được đóng lại những cái kia lỗ nhỏ, hoặc là ngăn chặn chạy đến sinh mệnh lực, thế nhưng là hội. Chết nha! Quy hiếp bờ được sinh mệnh đồ vật, từ trước đến nay có thể bước ra cực hạn của con người. Tông ba nhìn xem la nguy hiểm nụ cười, như vào hầm băng, toàn thân băng lạnh buốt lạnh. La thì ở một bên việc không liên quan đến mình, muốn nói tôn ba có cái gì thiên phú, cũng chính là kia phát giác nguy hiểm bản năng đi. Niệm năng lực giả sẽ tăng cứ người nhu cầu đi mở mang niệm, đem thiên phú dung nhập trong đó, hiệu quả càng sâu. Cho nên, là rất chờ mong tôn ba sẽ khai phát ra thế nào niệm. Chương 497, Đông Ba Cuộc Khởi Đang trầm mặt bên trong chết đi, cũng là đang trầm mặt bên trong một phát. Là ném cho tôn ba một cái vô giải hai chọn một. Cho điểm nhắc nhở đi. Tôn ba khóc không ra nước mắt nói. Ngươi đoán. La nháy nháy mắt, lại một lần nữa dùng tới dầu cù là trả lời. đời này đến tục cùng tạo cái gì nghiệp a? À, gặp được như thế tên sát tinh. tôn ba cái này liền cười lớn đều làm không được, rõ ràng cảm nhận được thể lực đang bay nhanh trôi qua, vừa nghĩ tới còn có tính mạng quý giá lực, cả trái tim đều nắm chặt. sinh mệnh lực đại biểu tuổi thọ sao? cứ như vậy chẳng phải là muốn giảm thọ? không muốn a, à, ta không muốn chết, ta muốn sống đến 100 tuổi. đã chỉ nửa bước chuyển ra vách núi bên ngoài, nhưng tôn ba còn đang suy nghĩ miên man. Nguyên tắc bên trong, con cùng Kilua bị Uyên đánh thông tin lỗ về sau, lập tức liền nắm giữ quyết khiếu, tôn ba. La ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu qua xanh ung tươi tốt cành lá, rơi vào trời xanh mây trắng phía trên, hy vọng hắn tại trạng vạn tối trước đó có thể tự hành nắm giữ, không phải ta chỉ có thể biểu thị tiếc núi. Cảm giác sâu sắc tình thế gấp gáp, tôn ba cũng không dám suy nghĩ lung tung, rất nhanh ổn định lại tâm thần lục lọi như thế nào khống chế tinh lỗ. Không có chút nào nhắc nhở, cũng không có chút nào người khác hiệp trợ, tựa như là mù lòa trong đêm tối sờ đường khoa trương như vậy. Độ khó cùng tai nạn là song trọng, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí đi tìm tòi. La Kháng lấy tôn ba trầm tĩnh lại, khóe miệng hơi câu, không có đi quấy rầy hắn, còn giúp hắn giải quyết chung quanh có thể sẽ ảnh hưởng đến uy hiếp bờ của hắn. Dù sao, nơi này là ma vực, ẩn núp lấy rất nhiều nguy hiểm. Thời gian một chút xíu trôi qua, tôn ba khí nhanh chóng tràn ra, mà ngăn chặn lỗ hổng tiến độ cơ hồ là số không. Thiên phú loại vật này, có đôi khi lấy ra so sánh thật nhiều tàn khốc. Nửa giờ, Tôn Ba thế mà một điểm tiến triển cũng không có, đáng giá ca ngợi chỉ có tố chất thân thể. Tình thế càng ngày càng kém, Tôn Ba cũng ý thức được, cũng may hắn cũng không có bối rối, không phải liền còn sót lại cơ hội cũng sẽ vứt bỏ. Đáng ghét, khống chế lại a. Tôn Ba ở trong lòng không có ý nghĩa gầm thét. Không ngừng nếm thử, cũng chỉ có không ngừng đá chìm đáy biển, luôn luôn kém như vậy một tia. Tựa như truy đuổi nữ thần đồng dạng, mỗi lần coi là bàn tay có thể chạm đến trơn mềm gương mặt, thế nhưng là duỗi ra đi qua nữ thần liền cười duyên lui lại. Loại kia như gần như xa cảm xúc, quá kê nghi khó chịu. Quy hiếp được sinh mệnh thể đánh bạc dần dần tăng thêm, băng lãnh cảm giác nguy cơ từ nội tâm bắt đầu sinh. Công ba hai đầu gối mềm nhũng, quỳ rạp xuống đất, một bộ thể lực chống đỡ hết nỗi dáng vẻ. Hắn vẫn không có bối rối, cắn chặt răng, dù là một giây cũng không muốn lãng phí, mặc cho trên mặt bị mồ hôi cọ rửa. Rốt cục, thời gian không phụ khổ tâm người, khí lưu mất tốc độ bắt đầu trở nên chậm, trọng mở tinh lỗ có khép kín dấu hiệu. La Kháng lấy biến hóa này, nghĩ thầm tôn ba tốt xấu vượt qua cửa thứ nhất, tối thiểu thoát ly tử vong uy hiếp Mãi cho đến trong cơ thể khí gần như khô cạn lúc, tôn ba thành công khép kính tinh lỗ, ngã xuống đất ngất đi. Thể lực cùng tinh thần hao tổn quá nghiêm trọng, thân thể cùng ý thức căn bản nhịn không được. La thấy thế cười cười, nhấc lên tôn ba, giống như là dẫn theo con gà con, hướng về trong rừng rậm đi đến. Sau 20 phút, La đi vào một chỗ xây dựng ở trong rừng cỡ nhỏ thôn trang. Nơi này là bản xứ dân bản địa thôn trang, Sinh hoạt phương thức khuynh hướng nguyên thủy, nhưng cũng có một chút nhỏ đồ điện, dùng thủy điện. La Tiến vào thôn trang, đi theo các thôn dân lên tiếng chào hỏi, sau đó đem Tôn Ba an trí ở trong phòng trên giường. Trong thời gian ngắn, Tôn Ba là vẫn chưa tỉnh lại. Về sau, La đi theo thôn dân đi trong rừng rậm đi săn, không bao lâu về sau, liền chứa đầy con mồi trở về, ăn một bữa phong phú bữa tối. Sáng sớm hôm sau, Tôn Ba yếu ớt tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân mỏi mệt không chịu nổi, hữu lực không sử ra được. Người bữa sáng bên tai, bỗng nhiên truyền đến sát tinh đó thanh âm. Tôn Ba thân thể có chút lắc một cái, cương lấy cổ nghiêng đầu, nhìn về phía ngồi tại bên giường La. Ăn nhiều một chút, khôi phục tốt thể lực, hôm nay còn phải tiếp tục. La Vi cười. Nụ cười kia, rơi vào Tôn Ba trong mắt, giống như là nụ cười của ác ma. Tôn Ba thiên phú hiển nhiên không thể cùng gon cùng Kiloa so sánh, cứ việc lần thứ nhất thành công đóng lại tinh lỗ, thế nhưng là các cơ bản điều khiển đường phải đi còn rất dài. Đầu tiên, Tôn Ba muốn tiếp học được tự nhiên quan hợp tinh lỗ, đây là dục tốc bất đạt điều kiện cơ bản. Sau đó nửa tháng, Tôn Ba lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong, tại hắn thị giác bên trong, mình đang bị La Sở trưởng tra tấn. Cho đến hắn có thể tự nhiên điều khiển tinh lỗ, cùng miễn cưỡng có thể khống chế niệm lực lúc, La hướng hắn giảng giải liên quan tới niệm năng lực tri thức, thái độ mới có chuyển biến. Một khắc này, Tôn Ba cảm thấy mình mở ra một cái thế giới mới đại môn, lại toàn vẹn không biết sau này sẽ tao ngộ cái gì. Sau 3 tháng, Heaven's Arena. Giờ phút này 200 tầng gian phòng Lý Chính sắp cử hành một trận tranh tài, kháng đài giống như thường ngày, gần như bạo mãn. Hôm nay trận đấu này đối tôn ba tuyển thủ cực kỳ trọng yếu, bởi vì chỉ cần hắn thắng được trận đấu này, liền có thể trở thành 200 tầng mới một viên, chẳng qua hắn hôm nay muốn đối mặt tuyển thủ là gần đây đứng đầu nhất Hắc Mã Đon. Đến tục cùng là tôn ba tuyển thủ càng hơn một bậc, vẫn là Hắc Mã Đon tiếp tục hát vang tiếng mạnh, liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Giải thích mũi tử sục sôi thanh âm truyền khắp toàn trường. Trên lôi đài, Tôn ba mặc một thân thổ đến bỏ đi màu vàng áo vải, thân thể hơi béo lại thấp, cùng đối diện dáng người to con đon so sánh, bản thân liền yếu một đầu. Bề ngoài, khí thế, dáng người, khí chất. Các phương diện bên trên, Tôn ba bị đon triệt để xong bạo. Đon là một tay quyền anh, đi lên lôi đài lúc, ở trần, lộ ra như là nham thạch cơ bắp, trên lưng treo một đầu kim yêu đái, hai tay mang theo màu đỏ quyền sáo. Đáng nhắc tới chính là, đon cũng là niệm năng lực giả. Trên khán đài, La Hòa Kilua ngồi cùng một chỗ dạy bảo tôn ba học được niệm năng lực cũng tiêu tốn một chút tinh lực lệnh tôn ba thành công khai phát ra chuyên môn niệm thế là la dẫn tôn ba đến hivens arena tham gia trận đấu dùng cái này làm ma luyện niệm năng lực đá mài đao biscuit đối trận đấu này không hứng thú chạy tới dạo phố tiền đều áp tôn ba đi la kháng lấy kilua hỏi ép kilua nhẹ gật đầu đây chính là hắn tương lai nửa năm phần đường quả tiền tỷ lệ đặt cược cao như vậy lần này muốn kiếm lật la cười hắc hắc Kiloa do dự một chút, nói ra: Ta xem qua cái kia đon mấy lần tranh tài, tốc độ cùng lực lượng đều rất mạnh, cho nên tỷ lệ đặt cược mới có thể cao như vậy. La sờ sờ cái cầm, nói ra: Yên tâm đi, không ngoài dự liệu, ngươi đường quả tiền muốn lật ba lần. Lúc này, phán định tuyên bố tranh tài chính thức bắt đầu. Đon dẫn đầu khởi xướng tiến công, dẫm lên tốc độ cực nhanh toái bộ, lập tức liền đến đến côn ba trước mặt, xong quyền phá vỡ không khí, phát ra phong minh thanh. Xuất hiện, đon tuyển thủ sống nhanh đâm quyền giải thích muội tử la lớn. đon vũ ra một mảng lớn uy lực không kém quyền ảnh, đem tôn ba chụp vào trong. Hiện trường người xem kích động đến hô to lên, chờ mong đon có thể đem tôn ba chùi y bạo. Một giây sau, hiện trường tiếng gầm chậm rãi yếu xuống dưới. Chỉ gặp, tôn ba kêu vụng về hơi mập thân thể tại quyền ảnh bên trong du động. Không sai, tự như là du động, giống một con cá như vậy trượt, tránh đi đon kinh khủng đâm quyền liên kích. Chương 498, lên thuyền tư cách. Tôn ba đang đánh đến thứ 190 tầng trước, đã tiến hành qua hơn 10 trận tranh tài, Đon cũng là như thế. Hai tên tuyển thủ đều là lấy toàn thắng dáng vẽ đi vào thứ 190 tầng, sau đó được an bài tại cùng một cái trên lôi đài. Don bộ pháp lại nhanh lại linh hoạt, phối hợp kia gia trì niệm lực sóng nhanh đâm quyền, tại trước đó trong trận đấu, đều là trực tiếp miễu sát đối thủ. Thực lực mang tính áp đảo, rất nhanh liền chen chúc mà đến một nhóm lớn người xem, mỗi lần đều sẽ đến đây quan sát hắn tranh tài, mà lại đều là vô não ép hắn thắng. Thậm chí, có thật nhiều người xem đem đoan thất hắc mã này xem như trước kia la. Về phần tôn ba, mặc dù cũng là lấy toàn thắng chiến tích đi vào thứ 190 tầng, nhưng hắn chiến thắng phương thức cùng đoan so sánh, thực sự không coi là gì. Hai người đều là không tổn hao toàn thắng, nhưng đoan là miễu sát đối thủ, mà tôn ba là mệt mỏi đổ đối thủ. Không sai, tôn ba chiến thắng phương thức chính là tránh chiến, lấy không ngừng trốn tránh công kích phương thức, mạnh mẽ đem đối thủ hao hết. Theo tranh tài tiến hành đến 10 phút đồng hồ, trong tràng lúc trước vì đon trợ uy cố lên thanh triệt đáy hành quân lặng lẽ ghế bình luận bên trên muội tử chết lặng lặp lại tôn ba lại né tránh đòn tuyển thủ tấn công mạnh vẫn không có lấy được hiệu quả tôn ba lại né tránh trên lôi đài đòn thế công lại nhanh lại mảnh làm sao tôn ba hiển nhiên giống con cá chạch đồng dạng sửng sốt tránh thoát kia mưa to gió lớn quyền ảnh đòn vừa giận vừa vội rõ ràng cái này sợ hàng tốc độ so với mình chậm không phải một cái hai cấp độ nhưng mình tạo nên gai quyền liên kích một lần cũng không có đụng phải đối phương nửa giờ một cái giờ trong hội trường tỉnh phải chỉ còn lại đon đánh ra tiếng quyền giống như phong minh. Đong mục tiêu là xung kích tầng chủ vị trí, bình thường cũng sẽ chú ý cái khác người dự thi. Toàn thắng người dự thi không nhiều, tôn ba là trong đó một cái, tự nhiên cũng tại hắn chú ý liệt biểu bên trong. Tôn ba mấy trận đấu, hắn đều tự mình đi hiện trường nhìn qua, nói thật, hắn cho rằng tôn ba là vận khí tốt, gặp gỡ yếu đối thủ, tăng thêm đánh cho như vậy sợ, khả năng lấy được không tổn hao toàn thắng sáng như vậy mắc thành tích. Hắn từng nhiều lần đem mình thay vào tôn ba đối thủ thân phận, đạt được giả tưởng kết quả đều không ngoại lệ đều là miễu sát tôn ba. Bởi vì, tôn ba tốc độ căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn. Nhưng mà, khi hắn thật trở thành tôn ba đối thủ lúc, vạn vạn không nghĩ tới sẽ lâm vào tuyệt vọng như vậy tình trạng. Vì cái gì đánh không đến? Vì cái gì đánh không đến? Đon không đứng ở trong lòng tự hỏi, khi cổ chơi liều điên cuồng lên men. Một quyền cũng tốt, chỉ cần một quyền, liền có thể làm nằm sắp rơi cái này vô sĩ sợ hàng phán định thời khắc nhìn chầm chầm trên lôi đài lui tới tôn ba cùng Don, ánh mắt có chút muốn tan rã dấu hiệu làm phán định hắn muốn thường xuyên tập trung lực chú ý quan sát đôi bên tuyển thủ động tác nhưng hắn đảm nhiệm phán định nhiều năm như vậy lần thứ nhất gặp được loại này tranh tài chưa hề có như vậy một lần chờ mong tranh tài nhanh lên kết thúc phán định ở trong lòng buồn khổ nghĩ đến mà hiện trường ép Don thắng lợi khán giả đều là một bộ mặt như ăn mướt đắng bọn hắn cũng biết tôn ba là như thế nào thắng được trước đó tranh tài nếu như nói tôn ba là kiên như vậy đon tuyệt đối là có thể đâm xuyên khiên mâu, tối thiểu bọn này người xem là nghĩ như vậy. Tiếp nuối là, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu thất vọng, đến bây giờ tuyệt vọng. Đon vẫn là đổ xuống. Hắn không phải bị tôn ba đánh bại, mà là hao hết khí lực mà đổ. Một khắc này, người xem vang lên xưa nay chưa từng có lớn tiếng hừ. Tôn ba lại tuyệt không quan tâm, hắn giơ hai tay lên, nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy nhân sinh bên trong nhất lấp lánh một khắc, phản phất cầm tới quyền kích thi đấu thế giới tổng quán quân cước. Thoải mái, hắn mừng thấp khởi nghĩ đến. Kháng đài, La Hòa Kilua đứng dậy, tại hiện trường trùng điệp chập trùng tiếng hừ bên trong rời sân. Hai người ra hội trường, đi vào phía ngoài hành lang. 800 triệu đến tay, ban đêm muốn đi nơi nào ăn cơm. Tùy ý chọn, càng đắt càng tốt. La nói. Kilua lắc đầu, kiên định nói, cái kia đều không đi, ta muốn ăn ngươi nấu đồ ăn. Vậy ngươi bỏ lỡ một cái tiêu xài cơ hội. La cười vuốt vuốt Kilua đầu. Kilua ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, chân thành nói, chỉ cần có thể ăn vào ngươi nấu đồ ăn, liền tuyệt không đáng tiếc. La nhất thời nhịn không được cười lên. Đêm đó, la tầng chủ phòng ở giữa. Một bàn món ngon, vào chỗ năm người. La, Biscuit, Kilua, Pa, còn có một người mang kính mắt tóc đen nhã nhặn nam nhân, lại là nguyên tắc bên trong tại Heaven's Arena dạy bảo con cùng Kilua niệm năng lực quyên, hắn còn có một cái thân phận, chính là Biscuit đồ đệ. Luận bối phận, la là sư huynh của hắn. Trên thực tế, La thật đúng là không biết Biscuit đã thu uyên làm đồ đệ, bởi vì Biscuit không có nói với hắn chuyện này, đến Heaven's Arena lúc, trùng hợp gặp Uyên, là mới hiểu việc này. Tôn Ba, ngươi đạt tiêu chuẩn. Trên bàn cơm, La kháng lấy Tôn Ba. Cái gì? Tôn Ba nghe được không hiểu ra sao. Qua một thời gian ngắn, ta muốn ra biển đi một nơi tốt, chúc mừng ngươi thu hoạch được lên thuyền tư cách. La cười tủm tỉm nói. Một bên, Biscuit lập tức giật mình tình cảm la khoảng thời gian này như vậy hao tâm tổn trí phí sức dạy bảo tôn ba hóa ra là vì mang tôn ba cùng đi lục địa tối bởi vì tôn ba thiên phú tương đối kém biscuit không hiểu đồng thời đối tôn ba cũng là không có chút nào hứng thú tự nhiên không rõ ràng lắm tôn ba niệm là cái gì loại hình thế nhưng là la đã nguyện ý tại tôn ba trên thân trút xuống tâm lực lại quyết định mang tôn ba đi lục địa tối nghĩ đến đối chuyến này hẳn là có chút trợ giúp sự thật chính như biscuit suy đoán như thế tại la hiệp trợ phía dưới tôn ba triệt để đào móc phóng đại cái kia có thể phát giác nguy hiểm bản năng bởi vậy khai phát ra tại lẫn tránh nguy hiểm bên trên rất hữu dụng niệm kia thuộc về phụ trợ hình nhưng tác dụng không chỉ là lẫn tránh nguy hiểm còn có càng rộng thấp hơn hiệu quả dùng tại thăm dò lục địa tối trên đường có thể sẽ có kỳ hiệu muốn đi đâu tôn ba cẩn thận từng ly từng tí hỏi không biết vì cái gì hắn cảm thấy đặc biệt hư đi Bi ngươi sẽ biết la nói viên cùng kilua đều có chút hiếu kỳ ánh mắt tại la hòa tôn ba trên thân rời rạc Tôn Ba nuốt một ngụm nước bọt, cười khang nói: Ta có thể không đi sao? Ngươi cứ nói đi. La Vi cười. Tôn Ba vẽ mặt đau khổ sắc, hắn thật đúng là không có quyền tự tuyệt, bởi vì trái tim của hắn bị nắm ở La trong tay. La, ngươi muốn đi đâu? Kilua hiếu kỳ hỏi. La kháng lấy hắn, cười nói: Về sau sẽ nói cho ngươi biết. Tốt a, à, Kilua mân mê miệng. Huyên nhìn về phía ngay tại vụn trộn càng quét thức ăn biscuit, hỏi: sư phó, ngươi cũng phải cùng sư huynh cùng đi sao? Biscuit dương mắt nhìn một chút hắn, nhẹ gật đầu, tiếp tục càng quét. Quyên nghe vậy, cảm thấy đây là một trận đáng giá đi tham dự lịch luyện, thế là hắn châm chước một hồi lâu, lấy dũng khí hỏi, ta có thể đi cùng sao? Không thể. Nghe được Quyên, Biscuit cùng la kỹ hồ đồng thời bác bỏ. Quyên bỗng cảm giác thất vọng, nghi ngờ nói, là bởi vì không có dư thừa lên thuyền danh ngạch sao? Mời Ellie sắp xếp chiếc thuyền kia, dung nạp xuống mấy trăm tên hành khách hoàn toàn không là vấn đề, nhưng cuối cùng sẽ lên thuyền người chỉ có ba cái cho nên tuyệt đối sẽ có rất nhiều nhàn rỗi danh ngạch. Không, ngươi nếu là đi cùng, trăm phần trăm sẽ chết. Biscuit không chút khách khí trả lời. Quyên nghe xong, sắc mặt biến đổi. Phốc. Tôn Pa vừa nuốt đến trong mồm canh phun tới. Đây chính là muốn đi nơi tốt. Đáng thương Tôn Pa, còn không biết địa phương hắn muốn đi là lục địa tối, nơi đó nói là nhân loại cấm khu cũng không đủ, đối với nhỏ yếu hắn mà nói, quả thực chính là một trận tai nạn. Mặc dù hắn niệm có thể lẫn tránh nguy hiểm, nhưng niệm loại vật này, dù cho hạ đạt cực kỳ hà khắc chế ước, cũng là có cực hạn. Chương 499, tái nhập. Khi Arena 200 tầng, đối tôn ba mà nói là trong đời cao nhất đỉnh phong, không có cái thứ hai. Thật đáng tiếc chính là, hắn còn chưa kịp hưởng thụ tầng này thân phận mang đến khoái cảm, liền bị La Lạp lấy rời đi. Cáo biệt Kilua cùng Uyên, La Nhất đi ba người ngồi lên một chiếc xe lái rời Hivens Arena, hướng về sân bay mà đi. Hivens Arena mài đao thí luyện kết thúc, mà Ellie bên kia thuyền ít nhất còn cần thời gian 3 tháng khả năng hoàn thành. Vì tiếp tục tôi luyện tôn ba niệm, cùng tiếp tục tinh thông hàng hải phương diện kỹ thuật, La Tiên đến CC City tìm Ellie mượn một chiếc tên là Babylon hào thuyền biển, chuẩn bị kỹ càng sung túc vật tư, trực tiếp từ CC City bến cảng xuất phát, tiến về đại hải đối diện Peter đại lục. Mông tờ rừng rậm, đây là la lần thứ nhất gặp được tôn ba địa phương, cũng là sau đó phải tiếp tục tôi luyện tôn ba địa phương. Thiên không vạn dặm không mây, biến trời một tuyến bên trong, có từng đạo thân ảnh màu trắng nhanh chóng mà qua. Màu trắng lân quang trên mặt biển dập dần, đầu thuyền theo gió vượt sóng ép tới, biến thành từng mảnh tuyết trắng bọc nước. La Hòa Hắc Miêu tại phòng thuyền trưởng bên trong cầm lái, bàn điều khiển một góc bên trên chất đống núi nhỏ giống như thư tịch. Từ lục đại lục bên trong bất luận cái gì một nơi xuất phát, muốn đi thuyền xuất thế giới bản đồ bên trong hải dương, ít nhất cần 3 tuần thời gian. Nói cách khác, 3 tuần đi thuyền thời gian, chỉ có thể đi thuyền đến thế giới hải vực cùng hắc ám hải vực biên giới tuyến, nơi đó có một chỗ đại lục bản khối được xưng là giả tưởng đại lục, trước mắt bị nhân loại trưởng thống một bộ phận, đại lục ở bên trên có một chỗ có thể tiếp tế nhiên liệu căn cứ. Tiêu tốn 3 tuần thời gian đến giả tưởng đại lục, sau đó lại tiến đến lục địa tối, ít nhất còn cần 5 tuần thời gian. Nếu như cả lội đi thuyền thuận lợi, 8 chu đáo 10 xung quanh thời gian, liền có thể đăng lục lục địa tối đường ven biển. So với đường biển, đi đường không tốc độ càng nhanh, hiệu suất càng tốt hơn. Nhưng là, nhân loại chỉ có thể thông qua đường biển phương thức đến lục địa tối bởi vì hắc ám hải vực thiên không so đại hải càng thêm đáng sợ. Gió bão, vòi rồng, sấm chớp mưa bão chờ tàn khốc khí hậu biến hóa, thường thường ngay tại liếc mắt nháy mắt. Vẹn vẹn khí hậu điều kiện, còn chưa đủ lấy khuyên lui nhân loại ý đồ đi đường không tính toán, trên bầu trời đáng sợ nhất là đủ loại khổng lồ phi hành sinh vật ở giữa cạnh tranh. Lục địa cùng đại hải sinh vật đều có địa bàn lĩnh vực quan niệm, thiên không cũng giống như thế. Tại cái kia có đông đảo khổng lồ phi hành sinh vật chỗ tranh đoạt không vực bên trong, nhân loại một khi đi đường không, chẳng khác gì là đem mình đưa thân vào không còn đường lui có thể nói bên bờ vực. Không nói trước một đường đi thuyền làm như thế nào lẫn tránh các loại khí hậu cùng sinh vật vi hiếp bờ tiềm ẩn, hàng hải kỹ thuật cũng là 10 phần trọng yếu, dù sao đây chính là dài đến 10 tuần trái phải đi xa. La Tại dạy bảo tôi luyện tôn ba niệm năng lực đồng thời, cùng Hắc Miêu một mực đang học tập hàng hải kỹ thuật, lần này từ CC đến Peter Đại Lục hành trình, xem như một lần luyện tập. Về phần nhiên liệu cùng vật liệu sắp xếp căn bản không phải vấn đề, có người mở đường lưu lại hạ trải qua làm tham khảo, tăng thêm đi thuyền nhân số chỉ có 3 người, thậm chí tại hành trình 3 tuần sau căn bản không cần đi giả tưởng đại lục bên trên bổ sung nhiên liệu. Một tuần sau, Babylon hào dừng sát ở Peter đại lục bên trong vịnh. La Tam dưới người thuyền, đi ngang qua kiến tạo ở bên trong vịnh trên mặt nước phòng trúc khu, trực tiếp hướng rừng rậm phương hướng mà đi, nơi đó là mông tờ rừng rậm. Ra khơi trước đó, công ba liền biết muốn tới mông tờ rừng rậm, cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, có thể vào mông tờ rừng rậm về sau, tâm tình không khỏi phức tạp. Hắn chính là tại lần kia thợ săn kiểm tra bên trong gặp La, ngay từ đầu đem La cái này gương mặt lạ xem như con mồi, chưa từng nghĩ cuối cùng lại bị La sửa chữa. Cái này vẫn chưa xong, về sau gần như mỗi một năm kiểm tra liền có thể gặp được La. Có một chút công ba từ đầu đến cuối không có tìm hiểu được, vì cái gì La hàng năm đều muốn tham gia kiểm tra, mà lại hàng năm đều muốn cứu nhiều như vậy thí sinh, trọng yếu nhất chính là vì cái gì hàng năm đều muốn làm hắn. Bây giờ nghĩ lại, không có cúp máy thật sự là vạn hạnh, mà lại đi đến bây giờ loại tình trạng này cũng không biết là nên cảm tạ La vẫn là nên nguyền rủa hắn. Tiến vào mông tờ rừng rậm về sau, La chuyện thứ nhất chính là đem Tôn Ba ném tới khu vực nguy hiểm nhất. Nhiều năm trước thợ săn kiểm tra địa điểm, chẳng qua là mông tờ rừng rậm lệch gốc một góc thôi, chân chính nguy hiểm khu vực ở chỗ trong rừng rậm ương, mà La cho rằng khu vực nguy hiểm nhất không ai qua được cái kia trong truyền thuyết hoàng kim hồ. Tôi luyện tiếp tục. Tôn Ba lại một lần nữa bắt đầu nước sôi lửa bỏng lịch luyện, La sẽ không cho cho hắn bất kỳ viện trợ, cũng minh xác hướng hắn nói qua một khi hắn lâm vào tử cảnh cũng sẽ không đi cứu hắn. Rõ ràng là không phải đang nói đùa, tôn ba hoạt dụng tránh ra phát ra niệm, sớm lẫn tránh qua có thể đối với hắn hình thành trí mạng uy hiếp bờ sinh vật. Ẩn nút, đánh lén, ông cây đợi thỏ, tin thông cái này mấy loại thủ đoạn sinh vật tại mông tờ rừng rậm bên trong chỗ nào cũng có, rất nhiều người thậm chí đến chết cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, những cái này có được tuyệt cường ẩn nấp thủ đoạn sinh vật khủng bố tại tôn ba trước mặt không chỗ che thân, đều là bị hắn cẩn thận từng ly từng tí tránh đi. Tôn Ba khắc hệ là hệ biến hóa, hắn niệm tên là dự báo tương lai, nhưng cũng không phải thật sự là dự báo tương lai, sở dĩ lấy như thế một cái tên, khả năng chỉ là vì muốn thỏa mãn tự thân tao bao tâm lý. Hắn có thể đem khí chuyển hóa thành cùng loại sóng siêu âm tính chất, thậm chí so sóng siêu âm tác dụng còn phải cao hơn một cái cấp độ, dùng cho thăm dò, chỗ sinh ra hiệu quả so radar còn muốn toàn diện. Công năng phương diện tương đối tiếp cận tròn, nhưng phạm vi cùng hiệu quả lại có thể song bạo tròn. Truyền bá tràn ra đi khí, là toàn phương vị, thậm chí có thể rót vào trong đất, đang không ngừng quanh co quá trình bên trong, vì Tôn Ba chuyển vận vô số tin tức. Tôn Ba không chi phí não xử lý những tin tức này, tự như hắn cái kia có thể phát giác nguy hiểm bản năng đồng dạng, sẽ tự chủ hình thành mơ hồ nguy hiểm tin tức, tiến tới tại nguy hiểm tin tức trở nên rõ ràng trước đó liền sớm lẫn tránh. Nếu muốn dùng một cái tương đối rộng khắp từ ngữ để hình dung, đó chính là dự cảm hai chữ. Có điều, tại La Kháng đến, Tôn Ba chiến lực mặc dù rất cặn bã, nhưng hắn niệm dùng tại thăm dò bên trên sẽ có hiệu quả, rất thích hợp với không biết lại cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. Đem tôn ba ném ở nguy hiểm khu vực bên trong, không chỉ có thể tôi luyện hắn niệm, có lẽ còn có thể để cho hắn khai phát ra kéo dài tính công năng. Ngày đầu tiên rất nhanh kết thúc, tôn ba thành công vượt qua, không hao tổn trở lại hoàng kim hồ cái khác doanh địa tạm thời. Mặt đất tẩu thú quá nhiều, cho nên la tại cao ngất trên cây dùng năng lực xây ba tòa nhà nhà trên cây, đây là bọn hắn tương lai một đoạn thời gian chỗ ở. Đi theo ta. Hoàng hôn dưới, la để tôn ba đi theo hắn đi vào bên hồ tròn. Tiếp cận hồ nước trên đường, La Tiên một bước sử dụng tròn, chậm rãi đảo qua hồ nước, xác nhận sau khi an toàn, lúc này mới đứng ở bên hồ. Tôn Ba đi vào La bên cạnh, còn không biết La muốn để hắn làm cái gì. Dùng ngươi niệm thăm dò một chút hồ nước. La nghiêng đầu nhìn về phía Tôn Ba. Hồ rất sâu, thắc miêu hạ một chuyến, bởi vì tia sáng vấn đề liền lui trở về, mà lại không có gặp được La trước kia ở đây gặp phải to lớn xúc tu quái, cho nên La muốn thử xem Tôn Ba niệm. Tôn Ba làm theo, đem khí chuyển hóa tính chất, nhanh chóng rót vào đáy hồ. Qua một hồi lâu, La hỏi, có hay không cùng loại bạch tuộc sinh vật? Không có. Tôn Ba trả lời. Nghe được câu trả lời này, La cảm thấy ngoài ý muốn. Chương 500, ra khơi. Sa Sa, là cái kia đuổi theo Hoàng Kim thành truyền thuyết nữ hài. Nhiều năm trước, Sa Sa nói qua muốn trù đến thích hợp thù lao, sau đó thuê La hiệp trợ nàng đi tìm ra Hoàng Kim thành, cho nên La để lại cho nàng số liên lạc mã. Những năm gần đây, Sa Sa nhưng Thủy Chung không cùng La liên hệ, cũng không biết có phải là còn đang vì thù lao mà cố gắng. La cũng không có quên qua Hoàng Kim Hồ cùng kia nhẹ nhõm xé rách bạo hùng thi thể xuất tu. Lần này trở về, một phương diện tôi luyện tôn ba, một phương diện khác cũng thăm dò kỹ, chỉ có điều hắc miêu không công mà lui, vừa vặn có tôn ba niệm có thể lợi dụng một chút. Nhưng mà, tôn ba cho ra kết quả lại vượt quá la dự kiến. Ngươi xác định bất kỳ ngốc ngách nào đều không có bỏ sót. La truy vấn. Tôn ba nói ra, không có người nói to lớn sinh vật, lớn nhất cũng chẳng qua là con nghé lớn một loại loài cá. La nhíu mày, ngược lại hỏi, khi đáy hồ có hay không thông hướng nơi khác thủy đạo hoặc là động quật? Không có. Tôn Ba trung thực trả lời. La không tiếp tục truy vấn, đuổi Tôn Ba đi tìm ăn, mình một người đứng tại bên hồ suy tư. Chẳng lẽ đã có người vào xem qua nơi này rồi? La kháng lấy bình tĩnh không lay động mặt hồ, trầm mặt nghĩ đến. Hắn cũng không phải không phải tìm ra Hoàng Kim Thành cùng Hoàng Kim Hồ, lúc trước kia xé xác bạo hùng thi thể xuất tu cho hắn tương đương rung động thị cảm, nhưng hôm nay hắn đã xưa đâu bằng nay, hiện tại tự nhiên không cảm thấy có cái gì. So với sau đó phải đi lục địa tối, còn thừa lại chỉ có không có ý nghĩa lòng hiếu kỳ. Được rồi, vẫn là tiếp tục xem sách đi. So với thăm dò đáy hồ, là vẫn cảm thấy tiếp tục xem sách tương đối đáng tin cậy, vì tiếp xuống lục địa tối chi hành làm chuẩn bị. Hắn rời đi bên hồ, tại Tôn Ba mang về nguyên liệu nấu ăn trước, lên cây phòng, đọc tiếp cùng hàng hải kỹ thuật cùng hải dương có liên quan sách. Thời gian từng ngày trôi qua, Tôn Ba cũng tại từng ngày trưởng thành mặc dù chiến lực vẫn là như vậy cặn bã, nhưng tốt xấu vẫn là có tiến bộ. Là khoảng thời gian này cũng gặm đi vào rất nhiều sách, để đó không dùng sau khi, còn đối mông tờ rừng rậm cấp B nguyên liệu nấu ăn tiến hành đại thanh tẩy. Cái gọi là thịt mũi cũng là thịt, cứ việc cấp B nguyên liệu nấu ăn có thể gia tăng trị số không có ý nghĩa, nhưng góp gió thành bão, chỉ có điều muốn đột phá 80% lại không đơn giản như vậy, mà lại lục địa tối chi hành sắp đến, là cũng sẽ không đi đột phá 80%. Rất nhanh, 3 tháng trôi qua. Tôn Ba giống như là một tấm bị in lên nhan sắc ảnh đen trắng, trở nên rực rỡ một thanh. Hắn là thợ săn khảo nghiệm lão điểu, lấy đào thải tân sinh làm vui, nhưng tại nội tâm của hắn ở trong chỗ sâu, cũng hy vọng mình có thể thông qua thợ săn kiểm tra. Hiện tại, hắn lòng tin đã phá trần, tin tưởng vững chắc năm nay nếu là tham gia thợ săn kiểm tra, tuyệt đối có thể thông qua. Một khắc này, hắn làm ra một cái quyết định trọng đại. Ta muốn cầm tới thợ săn giấy phép. Tôn Ba đối mỹ lệ trời chiều tự lẩm bẩm. Không còn là vì đào thải tân sinh, mà là muốn cầm tới thợ săn giấy phép. Nhân sinh phản phất nên đón tia sáng vạn trượng, mới tin mà quan minh tương lai như là một đầu tiền đồ tư sáng hiện ra với hắn trước mắt. Màu vỏ quyết mộ quan nhiễm tại khuôn mặt của hắn, lộ ra hết sức trang trọng cùng nghiêm nghị. Tôn ba, chớ có biến nhát. Hắc miêu một cái đuôi quất vào tôn ba trên đầu. Được rồi, miêu đại nhân. Tôn ba thân thể rung lên, lúc trước khí thế xuân tuyết tan rã, khúng đúng trả lời một câu, nhất nhất trong tay cái rương, dẫm lên leo lên thuyền biển cầu thang. Lô hào, một chiếc có thể gánh chịu 200 người cỡ trung thuyền biển, chính là Elly tạo thuyền công ty giao phó cho La Thành Quả. Danh tự là Elly lấy, mà lại lên xe trước sau mua vé bổ sung, tại thân thuyền khắc xuống đánh dấu về sau, mới cùng La nói chuyện này. Thuyền biển danh tự cái gì, La cũng không quan tâm. Nên làm chuẩn bị đều làm, cách ra khơi ngày còn sót lại ba ngày trái phải. Không có lấy được độ hàng tư cách, nghĩ vượt ngang thế giới hải vực cửa thứ nhất nang đề là V5 thiết lập trên biển phòng tuyến, chẳng qua La đã có chút kế hoạch, cũng liền việc không đáng lo. Lo ri hào đủ lớn, thuyền viên chỉ hữu la, tôm pa, biscuit ba người, có thể cất đặt đầy đủ nhiên liệu cùng đồ ăn, bảo đảm có thể nối thẳng đến lục địa tối, mà không cần tại giả tưởng đại lục bên trên tiến hành tiếp tế. Đồ ăn phương diện có hắc miêu tại, căn bản là nhất không cần lo lắng sự tình, ngược lại là dược liệu, thiết bị, nhiên liệu những cái này muốn lên điểm tâm. Trước khi đi đêm, mọi người tại Eo trong phủ đệ lo liệu một trận thịnh yến. Eo biết la muốn ra biển, nhưng nàng không biết la địa phương muốn đi là lục địa tối, nàng không rõ ràng lục địa tối đến tột cùng đến cỡ nào nguy hiểm. Nếu như nàng biết, đoán chừng liền sẽ không vì la tạo thuyền. Có điều, nàng cũng xác thực đến giúp la đại ân. Cuộc thịnh yến này bên trong, Sidaji cũng tại, trải qua Eli hơn mấy tháng niệm lực tẩm bổ, nàng phát sinh khá lớn biến hóa, tối thiểu tự chủ tính cùng trí tuệ có hình thức ban đầu. Từ khi la lại về CC City lúc, Sidaji mỗi lần đều sẽ lẳng lặng nhìn xem la, ánh mắt thậm chí không mang di động. La chú ý tới cái hiện tượng này, cho rằng hoàng hồn phục sinh khả năng lại đề cao một chút đáng tiếc hắn ngày mai sẽ phải ra khơi tiếng về lục địa tối không phải hắn thật đúng là nguyện ý lưu tại eli bên cạnh tỉ mỉ quan sát một fancy da di chậm chạp biến hóa thịnh yến kết thúc bóng đêm dần sâu la nằm ở trên giường lấy điện thoại di động ra lật lên danh sách từ đầu kéo đến đuôi cuối cùng chẳng hề làm gì như vậy để điện thoại di động xuống muốn nói sao tâm hắn nghĩ đến sau đó tiến vào mộng đẹp sáng sớm hôm sau sương mù tràn ngập bến cảng tất cả vật tư đã lắp đặt thuyền, cũng đến phải xuất hành thời điểm. Ellie cùng Kenda tới đưa tiễn, bọn hắn nhìn xem La đang bên trên lô ly hào. La, thuận buồn xuôi gió. Đưa mắt nhìn chậm rãi lái rời cảng khẩu lô ly hào, Ellie hướng về đứng tại bong tàu lan can chỗ La dùng sức vất tay. Lô ly hào dần dần từng bước đi đến, mang theo La thân ảnh, biến mất tại trắng xóa trong sương mù. Sương mù vất ở trên mặt, mang theo độ ẩm. Hắc Miêu tại phòng thuyền trưởng bên trong cầm lái, Biscuit thì trong phòng nhìn xem yêu nhất tạp chí, trên thuyền sự tình đều giao cho La bọn hắn đi làm, nàng là chuyện gì cũng không cần làm. Bong tàu bên trên, Tôn Ba hỏi, hiện tại luôn có thể nói cho ta muốn đi đâu đi. Cũng thế. La kháng hướng hắn, dừng một chút, nói ra, cái chỗ kia nói rất dài dòng. Việc quan hệ về sau địa phương muốn đi, Tôn Ba lập tức nâng lên tinh thần. Bởi vì quá dài, cho nên ta không muốn nói. La nhẹ nhàng trả lời một câu, sau đó cầm điện thoại thao tác. Tôn Ba một cái lão đảo kém chút mới ngã xuống đất. Là thật cầm La không có chút nào phương pháp. La cầm điện thoại di động lên, biên tập một đầu tin tức, bày phát cho các hảo hữu. Gần như cùng một thời gian, các nơi trên thế giới hảo hữu đều thu được La phát tới tin tức. Muốn đi một chỗ, khả năng trong thời gian ngắn sẽ không liên lạc được ta, chớ niệm. Gửi đi xong tin tức về sau, La trực tiếp tắt điện thoại di động, ném tới Hắc Miêu trong cơ thể không gian. Hắn cuối cùng vẫn là uyển chuyển lưu lại một đầu tin tức, không có nói rõ địa phương muốn đi là lục địa tối. Ma chi Sandika, Kim, Netero, Lan. Bọn hắn đều thu được La Phát tới tin tức, nhưng đoán ra La muốn đi đâu người lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, ví dụ như Kim, ví dụ như Lan.